chương 111, thiên tuyển, xem ra hai vị đạo hữu cũng chú ý, bản đồ lúc trước nhìn như không có vấn đề gì nhưng rõ ràng là có ý đồ không vẽ các hòn đảo nằm bên trên các con sông lớn trải qua vì địa đồ công khai bán ra trong thành đều không có đánh dấu những dòng nước này, mà bản thân chúng ta đi cùng nhau thấy được rõ ràng có rất nhiều trường giang đại hà. Ta cũng đều đã đánh dấu lên, Hàn Lập cười cười, nói ra, những người khác nghe chuyện đó, nhao nhao như có điều gì suy nghĩ, rồi một lần nữa nhìn về phía địa đồ kia, Quả nhiên như Hàn Lập nói, địa đồ tuy rằng tường tận nhưng mà có rất ít dòng chảy của các con sông, mặc dù có thì cũng chỉ là một ít con sông nhỏ. Ánh mắt mọi người khi trước đều bị hấp dẫn bởi những thành trì nên không chú ý tới điểm ấy. Mấy ngày nay đến mỗi một thành trì, ta đều góp nhặt một ít tư liệu hoàn cảnh địa lý trên đảo, nhất là một ít địa đồ cổ xưa. Cuối cùng đã tìm được một ít tư liệu về dòng chảy của các con sông lớn. Hàn Lập nói qua, đưa một ngón tay ra, bên trên thủy kính nhấp nháy quang mang, một vài khu vực trên bản đồ hiện ra từng con sông lớn điều này là mọi người nhìn thủy kính liền biến sắc bởi vì thời gian vội quá ta chỉ thu thập được tư liệu dòng chảy có thế thôi cái gọi là nhìn cây thấy rừng thì chư vị cũng phát hiện rằng những thành hồng nguyệt mà chúng ta đi ngang qua thì các thành trì lớn đều tọa lạc tại phụ cận các dòng chảy lớn mấy ngày nay ta tự mình chứng kiến cũng kiểm chứng điều này là đúng hàn lập chậm rãi giải, giải thích những người khác hồi tưởng mấy tòa thành trì đã đến lúc trước xác thực mỗi một tòa đều ở phụ cận sông lớn hoặc hồ nước. Giờ phút này, chỗ thành hồng nguyệt mà mọi người đang đứng cũng thế. Cái này cũng không có gì đâu, gần đại giang đại hà thì vận chuyển tự nhiên tiện lợi nhiều hơn. Không chỉ ở đảo Hồng Nguyệt mà ở một ít hòn đảo khác, thành trì lớn cũng đều được tính toán xây ở phụ cận sông lớn. Giao thập tam nói ra, tuy nói như thế, bất quá ta vừa mới thi triển thuật mê hồn với trưởng quầy buôn bán điển tịch ở thành này. Từ đó được biết một tin tức là ở trên đảo bất luận điển tịch gì đều nghiêm cấm vẽ hướng các dòng chảy hội tụ. Và lại mệnh lệnh này là của thánh chủ, chính là công thâu hồng tự mình phát ra, hiển nhiên nhằm che giấu điều gì. Hàn Lập tiếp tục nói, điều này, khẩu khí giao thập tam trì trệ lại, mặc dù không biết vì sao vị hồng nguyệt đảo chủ này phải làm như thế nhưng ta đã vẽ ra hướng dòng chảy của những con sông phân bố này hội tụ. Chỗ giao hội của tất cả dòng chảy là nơi đây, Hàn Lập chỉ ngón tay hướng đến một tòa thành trì trên bản vẽ chỗ đó đúng là thành hồng nguyệt ở khôn châu những thứ này đều chỉ là phỏng đoán mà thôi người có thể xác định tên công thâu hồng là ở chỗ đó không sao nhị thập ngũ nghi ngờ nói tại hạ tự nhiên không dám khẳng định bất quá chúng ta cũng chẳng có đích đến để tìm kiếm y không bằng đến nơi đây xem trước khả năng cũng lớn hơn một chút hàn lập chậm rãi nói ra bờ môi giao nhị thập ngũ giật giật tựa hồ muốn phải phản bác vài câu nhưng rồi lại không tìm thấy lời để bác bỏ nói rất có lý đạo hữu giao thập ngũ Nhờ ngươi phát hiện điểm này, nếu không chúng ta đến bây giờ còn mù mịt, không thấy manh mối. Giao cửu cười ha ha một tiếng, vỗ tay nói. Sau khi cùng nhau hành động, gã luôn luôn cảm giác bị giao bát chèn ép, giờ phút này rốt cuộc đã hãnh diện, tâm tình trở nên khoan khoái, dễ chịu. Không sai, thật sự nếu tìm khắp một lượt hơn 20 tòa thành Hồng Nguyệt thì chỉ sợ đến lúc đó công thâu Hồng đã sớm nhận được tin tức, không biết trốn đi đâu. Giao thập lục cũng hơi tự đắc nói ra, hai vị quá khen, chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra mà thôi. Hàn Lập khiêm tốn cười cười, đạo hữu giao thập ngũ suy đoán rất có lý, chúng ta lập tức đi khôn châu. Giao bát trầm mặc một chút, rồi cũng cười hắc hắc nói. Mấy ngày sau, trong một đêm, trên không một mảnh rộng lớn bình nguyên ở trung tâm đảo Hồng Nguyệt, hai đạo độn quang vừa thô vừa to phá rách bầu trời đêm lao xuống phía dưới một cánh rừng giáp xanh. Quang mang thu lại, hiện ra hai chiếc phi thuyền có hình dạng khác nhau. Từ phía trên, sáu bảy đạo nhân ảnh đi xuống, từng người đội trên đầu mặt nạ thú cổ quái. Đúng là đám người Hàn Lập, phía trước chính là thành Hồng Nguyệt ở Khôn Châu rồi, xem ra trong thành tựa hồ cũng đang tiến hành nghi thức triều thánh. Giao bát đưa tay chỉ hướng xa xa trong màn đêm, mở miệng nói. Hàn Lập theo phương hướng tay gã chỉ, nhìn thấy một tòa thành chỉ cực lớn sừng sững, đèn đuốc sáng choang, cách ngoài 10 dặm trong đêm tối. Khắp nơi trong thành lóe lên hỏa đăng đỏ ngầu, quang mang tỏa dọi lên trên tầng mây của bầu trời đêm, nhuộm một màu đỏ ngầu, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Bên ngoài cả tòa thành chỉ bao phủ màn hào quang của một tầng cấm chế màu xanh lam nhưng dưới ánh đèn đuốc chiếu rọi, màu sắc có chút biến đổi, ẩn ẩn vẻ hơi đỏ sậm. Kích thước tòa thành này không nhỏ, xem ra thực sự có thể là hang ổ của công thâu hồng rồi. Ánh mắt giao cửu chấp động một cái, chậm rãi nói ra. Không nên chậm trễ, vào thành đi, giống như trước, sau khi vào thành, chư vị chớ dùng thần thức ở phạm vi rộng. Giao bát nói, nghe lời này của gã, giao cửu tự nhiên là lựa chọn bỏ qua còn những người khác thì nhẹ gật đầu yên lặng không nói gì thêm sau một lát mọi người lấy mặt nạ ra đổi dung mạo rồi đều đổi sang mặc áo choàng màu đen dạ hành trầm mặc tiến đến phía thành hồng nguyệt lúc này tại thành hồng nguyệt ở khôn châu cửa thành bốn phía đều mở rộng trong thành trên tuyến đường chính yếu đi thông trung tâm quảng trường hai bên đều treo từng chiếc từng đèn lồng màu lửa đỏ khiến cả tòa thành chỉ được chiếu dọi một mảng sáng ngời trên con đường ngoài bốn phía cửa thành có mấy người thưa thất đi đường, đang vội và chạy vào thành. Bọn họ cũng đều là người hành hương, đang đi vào bên trong thành Hồng Nguyệt, chỉ vì các nguyên nhân khác nhau nên mới bị muộn một chút. Đám người Hàn Lập liền phân hai đội, xen lẫn trong những người này, qua cửa thành tiến vào thành Hồng Nguyệt. Hàn Lập với hai người giao cửu theo cửa phía Nam Hòa vào dòng người đi vào trong thành. Bầu không khí trong thành có vẻ hơi nghiêm túc, người đi đường xung quanh cũng đều hết sức yên tĩnh. Tất cả đều để hai tay giao nhau ôm trước ngực, lặng yên đi dọc theo đường, tiến đến phía trung tâm thành trì. Càng đến gần trong thành càng có từng đợt âm thanh ngâm tụng có ngữ điệu kỳ dị truyền ra, giống như sóng biển vỗ bờ liên tục, không ngừng mà quanh quẩn truyền vào trong tai ba người, tạo ra một cảm giác đặc biệt. Giờ phút này, trong trung tâm thành trên một quảng trường khổng lồ cùng đường lớn phụ cận đã dày đặc mấy triệu người chen trúc. Đám người Hàn Lập đi tới đoạn lớn giữa phố ở phía nam cũng đã bị đám đông ngăn cản ở bên ngoài. Ba người Hàn Lập giống như cá trạch, chậm rãi lách qua đám người, gian nan vượt qua để đi trong sân rộng, thỉnh thoảng làm những người xung quanh trợn mắt nhìn. Bất quá, bởi vì đại đa số người nơi này cũng chỉ là phàm nhân, đều bận rộn ngâm tụng khẩn cầu, không muốn so đo với bọn hắn. Do đó chỉ cần đơn giản chen lấn, nhích từng chút một đến quảng trường thì dù bọn hắn không đến được chính giữa trung tâm nhưng cũng đã nhích tới cực kỳ gần. Thân hình hàn lập vốn cao lớn, đứng ở trong đám người, đầu hơi nghiền lên là đã có thể nhìn thấy khu vực chính giữa quảng trường phía trước là một pho tượng khổng lồ đứng nghiêm, cao tới hơn trăm trượng cũng không biết bởi do tính chất của bản thân vật liệu tạo ra hay là do ánh đèn chiếu rọi xung quanh khiến pho tượng kia lộ ra một mảng huyết hồng, có vẻ hơi quỷ dị. Trong hư không phía trước ngực pho tượng có bảy đạo nhân ảnh đang lơ lửng. Tất cả bọn chúng đều mặc trường bào tơ lụa màu xanh đen, chỗ ngực áo có thêu một đồ án trang khuyết màu máu. Ở xung quanh quang ảnh chiếu rọi phía sau pho tượng còn có vài đạo thân ảnh đứng lơ lửng giữa trời giống như thần minh, quanh thân đều tản mát một cỗ khí tức kỳ dị. Nhưng tu vi thực của mấy tên này cũng không phải là cao ngoại trừ một lão giả tóc bạc có khuôn mặt hỏa ái đứng giữa là tu sĩ đại thừa hậu kỳ còn lại cũng chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ mà thôi bất quá đối với tu sĩ phía dưới cao nhất chỉ là tu sĩ kết đan kỳ cùng người thường mà nói thì bọn họ chính là thần minh cao cao tại thượng giống như tất cả đại chúng lúc này bảy người cũng khẽ sờ cằm thấp giọng ngâm tụng khẩn thần sắc vô cùng thành kính khi hàn lập đang đánh giá mấy tên phía trên thì trong tai đột nhiên vang lên tiếng giao thập lục truyền âm các ngươi xem chúng ta có nên bắt mấy người kia lại trước hay không hắn quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt giao cửu cũng đang trầm ngâm, nhìn về hắn có vẻ hơi do dự. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, vầng trăng khuyết đã chậm rãi khuất đi, âm thanh ngâm tụng xung quanh cũng lập tức dần dần nhỏ xuống. Chỉ thấy giữa không trung, lão giả hòa nhã chậm rãi đưa ánh mắt đảo qua quảng trường, như là quan lớn trên trần giò xét dân chúng, rồi từ từ mở miệng nói. Thánh chủ ban ân, ân huệ cho chúng sinh, chứng giám cho bọn người thành tâm sẽ được hưởng vinh quang của thiên tuyển. Giáp tử thiên tuyển, sắp bắt đầu, các người tập trung thành tâm cầu nguyện thánh chủ coi trọng đi. Y vừa dứt lời, trong đám người lập tức vang lên một hồi hoan hô như sơn hô hải tiếu. Nhưng bất quá một lát, liền an tĩnh trở lại, tất cả mọi người khẽ sờ cầm, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong, hai tay vén trước người nắm chặt, cầu nguyện. Ba người hàn lập không rõ ràng cho lắm nên cũng bắt trước theo. Đúng lúc này, trên quảng trường đột nhiên hơi chấn động một chút, giống như là có trận pháp cổ xưa nào đó khởi động. Xung quanh bốc lên một loại khí tức thập phần kỳ dị. Hàn lập hơi cúi đầu, làm mang trong đôi mắt sáng ngời, xuyên qua khoảng cách giữa đám người nhìn xuống đất. Chỉ thấy đá trắng trên mặt đất bỗng nhiên sáng lên từng đạo hoa văn lít nhít, phức tạp mắt thường không cách nào nhìn thấy, giao thoa lẫn nhau, kéo dài bốn phương tám hướng. Chỉ nghe một âm thanh ô, ô, n, g vang lên. Trên toàn bộ quảng trường bỗng nhiên có mấy trăm cột sáng đỏ thấm từ các nơi trên mặt đất phóng lên trời, rồi bao phủ, chụp một vài người dân đảo Hồng Nguyệt vào trong. Ánh mắt hàn lập quét tới, Lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc. Chỉ thấy những người bị chụp kia chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng mà ngược lại trên mặt mỗi người lộ vẻ mừng như điên, có người thậm chí vui đến phát khóc, lau nước mắt không ngừng. Mà những người xung quanh nếu có quen biết những người kia cũng nhao nhao lộ vẻ vui thích, còn người không quen biết cũng tràn đầy vẻ cực kỳ hâm mộ, thậm chí có chút ghen tị. Hàn Lập có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn hai người giao cửu, thấy trong mắt bọn họ cũng là vẻ nghi hoặc, hiển nhiên cũng không rõ nội tình dù sao các sự tình đã chứng kiến hết thảy lúc trước bên trong các thành hồng nguyệt thì sự tình này cũng chưa từng phát sinh qua hàn lập suy nghĩ một chút giống như đột nhiên nhớ tới cái gì lông mày bỗng nhiên nhảy lên truyền âm tới hai người chẳng lẽ những người này chính là người được thánh chủ chọn chúng lưu lại phải đi theo những người này có lẽ có thể tìm được tin tức của hồng nguyệt đảo chủ chỉ là không biết những người này bị mang đi nơi nào giao cửu trầm ngâm trong chốc lát rồi truyền âm lại Hàn Lập cười cười trả lời, cái này không thành vấn đề, không biết các người có phát hiện ra không, những người bị truyền tống đi tuy rằng trong đó có nam, nữ, lão, ấu. Nhìn như không có quy luật gì nhưng kỳ thực lại không phải vậy. chương 112, manh mối tiếp theo, những người này tựa hồ đều là tiểu tu sĩ cấp thấp, hoặc là những người có được linh căn. Giao thập lục nghe vậy, bỗng nhiên nói ra, quả thật như thế, vậy ý của ngươi là, chúng ta giả trang thành tu sĩ cấp thấp, theo bọn họ truyền tống đi vào, Giao Cửu truyền âm nói: "Đúng vậy, dù sao với tu vi của chúng ta đều là Man Thiên Quá Hải, không biết là sẽ có vấn đề gì khác không?" Hàn Lập trả lời như thế, chỗ truyền tống đến có lẽ sẽ có quan hệ với Công Thâu Hồng, chúng ta có nên truyền tin cho bọn người giao bát? Giao Thập Lục hơi do dự một chút nói: "Chúng ta vẫn chỉ là nghĩ cách lẻn vào thôi, thời điểm có phát hiện khác rồi nói cũng được." Giao Cửu ngữ khí có chút lãnh đạm trả lời: "Dứt lời, Giao Cửu đưa tay lên hai gò má trên trán điểm nhẹ một cái một cỗ chấn động vô hình lập tức nhộn nhạo từ trên thân. Khuôn mặt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, thế nhưng khí tức trên thân nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt đã trở thành trình độ trúc cơ trung kỳ. Hai người hàn lập thấy thế, cũng bắt trước làm theo, trước sau đều đem khí thức của bản thân điều chỉnh về trúc cơ kỳ. Sau đó, ba người tập trung, chờ đợi đạo hồng quang từ dưới chân bay lên. Qua nửa khắc đồng hồ, chung quanh không ngừng có cột sáng màu đỏ sáng lên, chỉ có điều là từ đầu đến cuối không có sáng lên tại chỗ bọn người hàn lập vì sao không có truyền tống? Chắc không phải là do người phán đoán sai, có điều thiên tuyến này là tiến hành tùy ý. Giao cửu sắc mặt do so dự, nhịn không được truyền âm hỏi. Tạm thời đừng gấp gáp, chúng ta nên chờ một chút. Nếu mà giáp tử thiên tuyến chấm dứt mà chúng ta cũng không bị truyền tống đi, liền sử dụng thần niệm kiểm tra một chút trong phạm vi nhỏ cũng tốt. Hàn lập suy nghĩ một chút, trả lời. Giao cửu sau khi nghe xong, không nói gì nữa, chỉ là cẩn thận quan sát xung quanh thêm vài lần. Đúng lúc này, dưới chân của dao cửu bỗng nhiên quang mang sáng ngời, một đạo hồng quang bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ lấy gã. ánh mắt của những người xung quanh trong nháy mắt bỗng chốc đều hướng về gã. còn không đợi gã làm ra phản ứng gì, tia sáng kia liền trong nháy mắt thu lại, thân ảnh của gã cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. bên trong đám người xung quanh lập tức vang lên tiếng nghị luận khen ngợi, trong miệng tất cả mọi người đều tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ nhưng có phảng phất chút tiếc nuối cho bản thân mình. nhưng mà không để cho âm thanh của mọi người xung quanh yên lặng liền lại có hai đạo hồng quang bỗng nhiên sáng lên, chợt lóe lên phía dưới, liền đem theo hai người lúc đầu ở đấy đi rồi. Hai người này dĩ nhiên chính là Hàn Lập cùng giao thập ngũ. Hàn Lập chỉ cảm thấy quang ảnh xung quanh xoay tròn một hồi, thân mình trên hư không không thể tự chủ được, đong đưa một chút, liền lại một lần nữa trở về thực tại. Hắn ngó xung quanh, phát hiện bên cạnh vô số người đang đứng chen lấn với nhau. Đứng cách hắn ở một chỗ không xa chính là giao thập lúc, vẻ mặt của y vô cùng nghi hoặc. Còn dao cửu thì nhất thời không thể nào nhìn thấy gã được. Chỗ bọn họ đứng lúc này là một chỗ cực kỳ rộng lớn bên trong một cung điện khổng lồ. Bố phương tám hướng khắp nơi đều là người, căn bản là không thấy được vách tường của cung điện dưới lòng đất, chỉ có thể ngước lên nhìn đến đỉnh nóc cung điện cùng với xung quanh từng cột đá lớn tráng kiện như từng đám cây. Phía trên tất cả đều treo một đám chậu than thật to, bên trong không biết đang đốt cái gì, không thấy có chút khói nào bay lên, chỉ có ngọn lửa đỏ ngầu không ngừng toán loạn. Cùng lúc đó, ánh sáng màu đỏ không ngừng sáng lên xung quanh, đợt này núi tiếp đợt kia, phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp từng lượt được đưa đến nơi đây. So với bầu không khí nghiêm túc ở trên quảng trường, nơi đây có chút ẩm ý. Tất cả mọi người bị truyền tống đến đây đều không thể tự kiềm chế mình, sắc mặt tràn đầy hưng phấn, đầu vai rung động, nhón chân lên quan sát xung quanh. Xung quanh hàn lập ngoại trừ mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ cùng với luyện khí kỳ ra thì phần còn lại đều là người pham. Đối với việc đột nhiên bị truyền tống đến nơi đây, tự nhiên cảm thấy giống như là kỳ thích nguyên một đám người càng thành kính không ngừng thấp giọng bắt đầu ngâm tụng khẩn cầu các loại âm thanh dung hợp lẫn nhau không ngừng vang vọng khắp nơi trong cung điện dưới lòng đất âm thanh ông ông vang lên không ngừng hàn lập lắng nghe một chút ít âm thanh trong nội tâm hắn chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút cảm giác đồng ý áp lực bất quá loại cảm giác này cũng không tiếp tục lâu rất nhanh liền biến mất mà trong không khí xung quanh có chút đục ngầu xuất hiện một mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt không biến mất Hắn khẽ khịt mũi một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua lớp đá màu xanh dưới chân, phát hiện thấy một tầng mỏng trên cùng gần như biến thành màu đen, phần còn lại chuyển tiếp sang đỏ nhạt, có vẻ như quanh năm bị máu tươi thấm đẫm mới tạo thành màu sắc như vậy. Nhìn cảnh tượng này, trong đầu Hàn Lập không khỏi nhớ tới phát hiện âm thổ dưới phiến đá bên dưới địa cung tại thành Hồng Nguyệt ở Lan Châu, lông mày nhìn không được liền nhíu lại. Lúc này, Giao Thập Lục Gian Nan vượt qua biển người, đến bên cạnh Hàn Lập, hạ thấp giọng hỏi: "Như thế nào?" có phát hiện được gì không? Tựa hồ có chút manh mối, nhưng mà còn không thể xác định được, hay là chúng ta trước tiên đi tìm đạo hữu giao cửu rồi nói tiếp. Hàn lập lắc đầu nói, dứt lời, hắn liền truyền âm cho giao cửu, hỏi vị trí của gã. Sau một hồi truyền âm mới biết được, vị trí giao cửu bị truyền tống đi cách chỗ bọn người Hàn lập không gần, ở vị trí gần trung tâm của cung điện dưới lòng đất này. Vì vậy, hai người Hàn lập mặc kệ đám người đang ồn ào tụng niệm bên trong, im lặng di chuyển về trung tâm của cung điện, trên đường di chuyển khiến cho một số người tỏ ý phàn nàn trách cứ. Càng gần đến trung tâm của cung điện dưới lòng đất, Hàn Lập liền phát hiện bản thân có thể ngửi được mùi huyết tinh càng lúc càng nồng đậm, những phiến đá dưới chân, màu đen càng ngày càng đậm. Lúc hắn đến gần trung tâm của địa cung, màu sắc trên phiến đá dưới đất đã trở thành gần như là màu tím rồi. Hàn Lập hơi ngẩng đầu, liền thấy phía trước một pho tượng cao ba trượng đứng trang nghiêm, đúng là đảo chủ công thâu hồng của đảo Hồng Nguyệt. Mà khu vực gần pho tượng, có một bệ đá chu vị 10 trượng, cao hơn mặt đất vài phần, phía trên trống rỗng. Chỉ thấy đứng gần đấy là một đại hán cường tráng nhưng không cao cho lắm. Đại hán mặc một bộ trường bào màu tím, chỗ ngực thêu một đồ án huyết nguyệt. Hai mắt hắn khép hờ, đem tinh quang trong mắt che lấp hơn phân nửa, toàn thân khí tức trầm ổn thu vào bên trong, là một gã tán tiên thâm trầm kín đáo. Hai người Hàn Lập đi đến chỗ giáp danh, cũng dừng lại, ánh mắt nhìn về gã tán tiên ở đằng xa một lúc, sau đó liền hướng mắt nhìn về pho tượng. Chỉ thấy trong đám người có một người đang chen lấn để tiến về trước lộ ra nửa người đúng là giao cửu hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người hàn lập đang muốn tranh thủ thời gian để di chuyển qua chỗ bọn hắn thì đột nhiên thấy tên tán tiên ngẩng đầu lên ánh mắt quét một vòng xung quanh từ trái sang phải sau một lát đại hán lùn thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mở miệng nói các vị âm thanh vang lên lúc này tất cả tía nguyên náo xung quanh bỗng dưng im lặng cả một cung điện trong lòng đất trở nên cực kỳ yên tĩnh ánh mắt mọi người đều hướng về phía vị đại hán không khí xung quanh lập tức trở nên có chút ngưng trọng sao cửu thấy vậy cũng dừng lại hướng mắt nhìn về tên tán tiên nghi thức thiên tuyển đã chấm dứt các vị ở đây bởi vì thành tâm thờ phụng thánh chủ nên được thánh chủ coi trọng nên mới có thể thu được vinh quang vô thượng như vậy đại hán lùn cao giọng nói mọi người nghe vậy lập tức cực kỳ vui mừng không khỏi hoan hô một hồi hàn lập quét mắt nhìn bốn phía liền phát hiện ở trong địa cung Quả nhiên là ánh sáng màu đỏ đã không còn sáng lên, cũng không có người bị truyền tống vào. Đại Hán lùn nâng hai tay lên trước người, ấn xuống vài cái trong hư không, tiếng hoan hô liền dần dần nhỏ xuống, bên trong cung điện dưới lòng đất lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Đại Hán lùn lại mở miệng nói, "Thánh chủ nhân hậu, nguyện mở tiên môn, quyết định bên trong các người, lựa chọn người có tiên duyên, thiên tư hơn người để truyền thụ bí pháp tu tiên, lưu lại làm vị tùng bên cạnh thánh chủ." Các người cần thành tâm cầu nguyện, để thánh chủ Hàng Lâm mọi người trong điện nghe được lời này liền chắp tay trước ngực hai mắt nhắm nghiền làm thành bộ dạng đang cầu nguyện giao thập lục sau khi nghe xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng truyền âm cho hai người hàn lập hai vị đạo hiếu nếu như đã biết công thâu hồng muốn hàng lâm nơi này chúng ta có nên lập tức truyền âm cho đại nhân giao tam hàn lập nghe vậy ánh mắt ngưng lại mà nhìn về giao cửu ở đối diện rồi lại thấy vẻ mặt đối phương có chút do dự đúng lúc này phò tượng ở giữa cung điện dưới lòng đất bỗng nhiên rung động mạnh trong đôi mắt sáng lên hai đạo huyết hồng quang mang. Bọn người Hàn Lập thấy thế, ánh mắt cũng nhao nhao hướng về pho tượng. Cung nghênh thánh chủ hàng lâm, đại hán lùn trở lại, hướng về pho tượng cúi gặp người, vô cùng cung kính nói. Mọi người thấy thế, lập tức làm theo đại hán lùn, xoay người xá một xá thật sâu, trong miệng cũng thì thầm cung nghênh thánh chủ hàng lâm. Hàn Lập cũng hơi hơi cúi người, ánh mắt hết quan sát pho tượng lại chuyển sang tên đại hán lùn tướng mạo xấu xí chỉ thấy hai tay trước người đại hán lùm người nọ bấm niệm pháp quyết, đôi môi không ngừng nhúc nhích, tựa hồ đang yên lặng ngâm tụng cái gì. Phò tượng sau lưng mọi người, huyết hồng quang mang trong mắt đột nhiên lóe lên, trực tiếp hóa thành hai cột sáng màu hồng phóng về phía trước. Tạch tạch tạch, theo phò tượng chậm rãi chuyển động, hai cột sáng màu máu cũng từ trong đám người không ngừng đảo qua. Trong thời gian lướt qua người, Hàn lập rõ ràng cảm nhận được một cỗ thần thức thoáng dừng lại một chút trên người hắn, rồi lập tức lại chuyển hướng về một bên khác. Làm hắn có chút kỳ quái là nơi phát ra thần thức dường như thực sự không phải từ pho tượng kia, mà là từ đại hàn áo bảo tím. Đúng lúc này, tiếng giao cửu truyền âm vang lên trong tai hàn lập. Tên này đang dở trò quỷ gì vậy? Ở đây làm gì có thánh chủ hàng lâm? Rõ ràng chính là một mình y đang phóng thần thức mà thôi. Xem ra tên này chỉ là mượn danh tiếng từ tên thánh chủ đại nhân kia để tiến hành nghi thức mà thôi, công thâu hồng chỉ sợ cũng không hàng lâm nơi này. Hàn lập suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hai cột sáng màu đỏ đảo qua đám người liền ngừng lại, rơi trên thân hai nam tử thanh niên. Hai người này lập tức lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng theo tiếng triệu hoán của tên tán tiên kia, đi vào phía trung tâm, trên đường đi tới có vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn họ. Ánh mắt hàn lập liếc nhìn hai người, quan sát một chút, lập tức phát hiện, hai người này tuy chỉ là chút cơ kỳ tu vi, nhưng thuộc tính linh căn và căn cốt đều không tệ. Ngay sau đó, hai tia sáng lại chiếu đến hai người trong đám người. Sau một lát, hai cột sáng lại dừng ở một gã thiếu niên gầy yếu và một cô gái thanh tú. Hàn Lập nhìn thì phát hiện hai người này tuy không phải tu sĩ, nhưng tư chất để tu hành thì thuộc hàng thượng giai. Lúc sau, theo cột ánh sáng màu đỏ không ngừng di động cùng dừng lại, lại có thiếu nam thiếu nữ tiếp theo được chọn chúng. Tất cả bọn họ đều dưới sự chỉ dẫn của tên tán tiên kia, đi tới một chỗ đài cao bên trong pho tượng kia. Chỉ chốc lát sau, chỗ đó cũng đã tập trung hơn 200 người. Với ánh mắt Hàn Lập quan sát, nếu không quan tâm đến cấp độ tu vi chỉ luận tư chất tu hành thì bọn họ không chỗ nào mà không phải là những người nổi bật trong mấy vạn người ở địa cung này nhìn đến đây trong lòng của hắn đột nhiên lóe lên linh quang sâu chuỗi rất nhiều tình huống phía trước lại tựa hồ nghĩ thông suốt điểm mấu chốt vội vàng truyền âm cho hai người giao cửu hai vị đạo hiếu sự tình sợ là có chút không ổn nơi đây chỉ sợ không phải là chỗ triều kiến thánh chủ mà là một chỗ huyết tế của đảo hồng nguyệt cái gì giao cửu nghe vậy cả kinh Giao thập ngũ, chẳng lẽ ngươi đã phát hiện ra đầu mối gì, tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giao thập lục lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Hàn Lập. chương 113, tính toán. Địa cung chỗ này cùng với địa cung ở các thành hồng nguyệt khác cũng giống nhau, đều có mùi màu tanh ngưng tụ không tan. Mặt đất đã hình thành âm thổ, hiển nhiên là một hung địa quanh năm chuyên tàn sát sinh linh. Những người bị mang vào trong cung điện dưới mặt đất, ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, chính là những người phàm có linh căn khí huyết sung túc chỉ sợ sẽ bị biến thành vật hiến tế. Sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng, giải thích, công thâu hồng tu luyện chính là huyết pháp tắc, chẳng lẽ phương pháp này lại tà dị như thế, cần lấy máu của sinh linh để tu luyện. Giao thập lục hơi kinh ngạc nói, nếu thực sự là như thế, tại sao bọn họ không lập tức phát động huyết tế mà còn phải tiến hành sàng lọc tuyển chọn một lần nữa? Giao cửu có chút bán tín bán nghi hỏi, theo ta suy đoán, sở dĩ bọn chúng trước tiên chọn ra những người có tư chất tu luyện thượng giai, rồi bồi dưỡng thành tu sĩ cao cấp mặc áo bảo đỏ để cho công thâu hồng sử dụng. Ngoài ra, để phòng ngừa những người này tiết lộ bí mật, bọn chúng hẳn sẽ hạ cấm chế nào đó lên thần hồn của họ. Còn về phần những người còn lại, chỉ sợ đợi đến lúc quá trình chọn lựa kết thúc sẽ chính là lúc hiến tế bắt đầu. Hàn lập trầm ngâm đáp, theo tình hình này suy xét, hẳn còn chút thời gian đủ để cho chúng ta bắt tên này rồi rời khỏi nơi đây. Giao cửu liếc qua tên đại hán lùn tán tiên kia, rồi truyền âm, ngay lúc giao cửu vừa dứt lời, không gian chung quanh bỗng phát ra âm thanh vù vù mãnh liệt. Một màn quỷ dị xuất hiện, phía trên vách tường xung quanh bỗng hiện ra từng đường vân màu máu răng khắp nơi, giống như mạng nhện. Những đường vân nhanh chóng trải rộng ra, chẳng mấy chốc đã hiện đầy xung quanh tất cả các vách tường. Vài đường vân màu máu lóe lên, giống như những đóa hoa đang nở rộ, hiện ra rất nhiều ánh mắt mơ hồ huyết quang như là vật sống, liên tục nhúc nhích, nhìn cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc thân thể mọi người bị chiếu rọi trở nên hồng hào, không khí chung quanh trong địa cung tràn ngập mùi máu tanh, cực kỳ nồng nặc. Trong địa cung dưới đất, khi mọi người thấy tình cảnh trước mắt, không ít người bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Miệng giao cửu khẽ động, đang muốn nói gì đó. Xung quanh lại nghe một tiếng ô, ô, n, g vang lên, những con mắt màu đỏ kia đột nhiên đại phóng quang mang, bắn ra từng luồng hào quang màu máu dày đặc như mưa, bao phủ toàn bộ không gian dưới mặt đất, căn bản là không thể trốn thoát bên trong mỗi một vệt ánh sáng màu máu đều tản mát ra từng đợt chấn động pháp tắc không rõ trong lòng ba người hàn lập cả kinh mặc dù không biết ánh sáng màu máu này là cái gì nhưng hiển nhiên là thứ bất lợi đối với bọn hắn hàn lập nhanh chóng quyết định thúc giục tâm niệm bên ngoài ra toàn thân hiện ra một mảng ánh sáng óng ánh hắn đồng thời vung tay lên tế ra một cái kính tròn màu vàng và một thanh như ý màu xanh hai quầng sáng màu vàng xanh lóe lên rồi bao phủ thân thể hắn hai kiện pháp bảo kia chính là chiến lợi phẩm của hắn thu được trên người của đồ cáp, tên tu sĩ đại thừa kỳ của hàn tinh tộc bị hắn đánh chết. Sau đó đã tế luyện qua một lần, liền trở thành pháp bảo hộ thân. Giao cửu cũng phản ứng cực kỳ nhanh, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng gợn nước màu xanh hiện ra xung quanh, bao bọc tầng tầng lớp lớp thân thể, bảo vệ toàn thân gã. Giao thập lục lập tức phất tay tế ra một cái dù lớn màu xanh, quay tròn phía trên đỉnh đầu gã, từng đạo thanh quang trói mắt theo mặt dù phủ xuống, hình thành một quả cầu ánh sáng màu xanh, bao phủ toàn thân gã lại. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng thời gian còn chưa tới. Tên tán tiên béo lùn nhìn những con mắt đỏ ngòm nhanh như chấp xuất hiện ở bốn phương tám hướng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vô số huyết quang bay vụt tới xung quanh y, thân hình y run lên, tựa hồ đối với huyết quang này có chút sợ hãi. Y há miệng, phun ra một cây huyết phiên, huyết phiên quay tít một vòng bỗng nhiên hóa thành một cái lồng ánh sáng đỏ ngòm bao phủ thân thể y lại. Huyết quang từ bên trong những con mắt màu đỏ bay ra với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt lao đến thân thể mọi người đang ở trong không gian dưới lòng đất. Quang mang của pháp bảo đang bao phủ đám người Hàn Lập bỗng trở thành thùng rỗng kêu to, vô tác dụng. Huyết quang bỗng lóe lên một cái liền dễ dàng xuyên qua tất cả tầng phòng ngự của mọi người, trực tiếp chui vào trong cơ thể bọn họ. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, lập tức thúc dục thần thức trải rộng toàn thân. Nhưng quỷ dị là sau khi huyết quang chui vào thân thể của hắn lại biến mất không thấy tung tích gì, làm cho trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Thịch thịch, thịch thịch, vào thời khắc này, một cỗ chấn động kỳ quái đột nhiên vang lên bên tai Hàn Lập. Chẳng biết tại sao, trái tim của hắn đột nhiên trở nên mất kiểm soát, đập liên hồi, hơn nữa có khuynh hướng đập càng lúc càng nhanh. Huyết dịch bên trong cơ thể cũng theo đó mà chuyển động nhanh hơn gấp mấy lần, hơn nữa, gân mạch toàn thân trở nên nóng ran. Pháp lực trong đan điền cũng bị ảnh hưởng của nhịp tim đập bắt đầu trở nên bất ổn. Giao cửu cùng giao thập lục cũng kinh hô một tiếng. Hiển nhiên là ở hoàn cảnh cũng giống như Hàn lập. Chuyện gì vậy? Ta thấy khó chịu quá, không chịu nổi. A, à, những âm thanh trầm đục xen lẫn những tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp truyền đến từ bốn phương tám hướng. Đám người Hàn lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể những người phàm xung quanh cùng tu sĩ cấp thấp bị huyết quang đánh chúng, làn da toàn thân lập tức trở nên đỏ như máu, không ngừng run rẩy một tiếng bùm vang lên thân thể bọn họ trực tiếp phình to ra sau đó nổ tung hóa thành từng cơn mưa máu sền sệt qua mấy đợt hô hấp mấy trăm ngàn người trong không gian đều bị nổ tung hóa thành vô số cơn mưa máu tràn ngập toàn bộ mặt đất con mắt màu đỏ chuyển động những cơn mưa máu trong không gian nhanh chóng hội tụ lại với nhau hóa thành từng mảng mây máu mặt đất trong không gian vốn chật trội đã trở thành vắng vẻ tầm mắt thoáng đáng ở một chỗ cách khá xa ba người hàn lập bỗng nhiên còn bốn thân ảnh đứng vững toàn bộ đều được bao phủ trong một tầng hào quang, đúng là đám người giao bát. Chẳng biết là bọn họ lẻn vào đây từ lúc nào, giao cửu với giao thập lục thấy tình hình này, trong lòng có chút vui mừng. Bất kể như thế nào, trong lúc gặp tình hình quỷ dị như vậy mà còn có thể gặp được đồng bạn thì luôn làm cho người ta phấn chấn hơn. Bảy tên chân tiên hợp lực, chắc chắn sẽ có biện pháp phá giải tình hình trước mặt. Ánh mắt hàn lập nhanh chóng lướt nhìn qua đám mây máu trên không trung, trong lòng trầm xuống, thanh quang trên thân đại phóng, Kiệt lực vận chuyển pháp lực bên trong cơ thể, đồng thời thi triển một ít bí pháp với ý đồ đánh tan những dị biến bên trong cơ thể hắn. Đáng tiếc, cho dù hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn gì cũng đều không thể khiến cho tình huống bên trong cơ thể có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhịp đập của trái tim càng lúc càng nhanh, một cỗ lực lượng vô hình đang nhộn nhạo trong cơ thể của hắn, ép về phía trung tâm trái tim. Thân thể của hắn thì hoàn toàn ngược lại, bị một cỗ lực lượng khác cố gắng nhét đầy, khiến cho căng phồng lên nhanh chóng. Làn da trên cơ thể hắn hiện ra một tầng huyết hồng quỷ dị, chỉ có điều là màu sắc vô cùng nhạt. Hàn Lập Động Tâm, trong đầu hắn không khỏi hiện ra cảnh tượng cơ thể những người phàm cùng với những tu sĩ cấp thấp bị nổ tung lúc nãy. Cùng một lúc, giao cửu cùng giao thập lục, thậm chí đám người giao bát ở phía xa, giờ phút này, làn da toàn thân cũng hiện ra một tầng huyết hồng quỷ dị. Nhưng khiến cho bọn hắn chú ý là tên đại hán lùn mặc áo bào tím trên đài cao, cũng gặp tình huống tương tự như bọn hắn, biểu tình dữ tợn, có chút đau đớn nhưng vào lúc này bọn hắn tự nhiên cũng không rảnh để quan tâm đến y đến giờ phút này tình huống đã rõ ràng bọn hắn tự cho rằng đã thành công lẻn vào trong nhưng thật ra đã sớm bị công thâu hồng phát hiện liền tương kế tựu kế vây lấy bọn hắn ở không gian trong lòng đất này mà đối phương vì không muốn để lộ bất kỳ dấu vết gì ra ngoài sẵn sàng hy sinh gã tán tiên dưới trướng của mình bọn hắn đang cân nhắc thì những con mắt màu đỏ xung quanh không ngừng chuyển động tiếp tục bắn ra từng vệt hào quang màu máu mọi người tuy rằng dốc hết sức để tránh né nhưng mà vẫn như cũ không ngừng bị huyết quang đánh trúng mỗi một lần bị huyết quang xâm nhập vào trong cơ thể sẽ gặp phải một cỗ pháp tắc quỷ dị xâm nhập khiến cho nhịp tim trong cơ thể họ đột nhiên tăng nhanh một khoảng thời gian giữa mấy nhịp thở vẻ mặt mọi người đều lộ ra sự thống khổ trái tim trong lồng ngực cuồn cuộn như sấm giống như muốn nhảy ra khỏi cơ thể bọn họ trong bảy người tình huống của hàn lập có vẻ khả quan nhất hắn đã tu luyện thành công chân cực chi khu, toàn thân trên dưới không thể bị phá vỡ. Trái tim cũng như vậy, cứng rắn hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Trái tim trong cơ thể hắn tuy đập càng lúc càng nhanh nhưng hắn vẫn còn có thể chịu đựng được. Sắc mặt giao cửu trở nên âm trầm, đến giờ phút này, gã cũng không thèm che giấu pháp lực bản thân nữa, trong miệng gã lẩm bẩm vài câu, vô số phù văn màu lam chẳng chịt trên người gã bắn ra ngoài, đan sen ngưng tụ ra một vòng bảo hộ mỏng vòng bảo hộ này tuy rằng nhìn mỏng manh nhưng bên ngoài thủy quang lưu chuyển tản mát ra từng cỗ chấn động mãnh liệt của thủy pháp tắc huyết quang xung quanh bay vụt đến công kích vào vòng bảo vệ màu lam tuy rằng vẫn có thể dễ dàng xuyên thấu nhưng rõ ràng là huyết quang đã bị tiêu diệt không ít thì ra là thế đối phó lực lượng pháp tắc phải dùng lực lượng pháp tắc mới có thể ngăn cản được hàn lập thấy cảnh này thầm nói trong bụng hàn lập cùng giao cửu thoạt nhìn tạm thời không có gì đáng ngại nhưng tình huống của giao thập lục thì không được như vậy có vẻ nguy nan Giờ phút này, giao thập lục đã tung hết các thủ đoạn ra nhưng vẫn bị mấy luồng huyết quang xâm nhập, cơ thể phồng lên, làn da đỏ tươi như máu, ngũ quan không ngừng tuôn ra huyết dịch. Nơi đây không thích hợp ở lâu, trước tiên nghĩ cách rời khỏi nơi này. Giao cửu trầm rộng quát, ánh sáng màu lam trên thân hóa thành độn quang, phóng thẳng lên trời. Giao thập lục không nói hai lời lập tức đuổi theo. Hàn lập tuy ít bị ảnh hưởng của huyết quang nhất nhưng quả thật nơi này rất quỷ dị, hắn dĩ nhiên cũng không muốn ở lại đây để người mưu hại, cũng lập tức đuổi theo. Đám người giao bát ở nơi xa cũng hiển nhiên nghĩ đến điều gì đó, cũng nhao nhao hóa thành độn quang cùng nhau phóng đi. Trên không trung, cánh tay của giao cửu mãnh liệt phung lên, một thanh thủy phi đao màu lam bắn ra, lóe lên rồi hóa thành một cây đao khổng lồ dài mười mấy trượng, phát ra âm thanh phong lôi ù ù, hung hăng chém lên đỉnh thạch bích. Ngay lúc cây đao khổng lồ màu lam đụng đến vách tường không gian dưới đất, đột nhiên xảy ra dị biến. Một mảng lớn huyết quang đột nhiên xuất hiện trên vách tường, hình thành một màn ánh sáng màu đỏ, Bên trong ẩn chứa vô số phù văn, lượn lờ bất định. Một tiếng kem vang lớn, cây đao khổng lồ màu lam như chém vào kim loại chứ không phải là chém vào đá, màn ánh sáng màu đỏ bình yên vô sự không hao tổn gì, vững vàng như núi. Giao cửu biến sắc, âm ầm, vào thời khắc này, một tiếng oanh minh cực lớn truyền đến. Chỉ thấy một cái chùy đen ba cạnh được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, bay ra từ một chỗ trên người giao thập lục. Trong mắt giao thập lục ẩn hiện một chút tự tin, phun ra một ngụm tinh huyết lóe lên chui vào bên trong hắc chùy rồi biến mất. Chùy đen lập tức tỏa hào quang rực rỡ, nhanh chóng xoay tròn. Mặt ngoài hiện ra vô số phù văn nhỏ, từng đạo tia chớp màu đen như rắn quấn quanh thân chùy, phát ra tiếng sấm kinh thiên. Tia chớp màu đen hướng đến chỗ nào, hư không chỗ đó liền kịch liệt chấn động, thậm chí hiện ra từng vết rách màu đen. Chương 114: Mạng đổi mạng. Đi, giao thập lục điểm ra một chỉ, chùy đen ba cạnh phát ra một tiếng nổ vang dội, nhanh chóng bắn ra một tia chớp màu đen hung hăng đâm vào màn sáng màu đỏ ở bên trên cùng lúc đó dưới sự thúc giục pháp quyết mãnh liệt của giao cửu mặt ngoài của cây trường đao màu xanh hiện ra từng đạo phù văn quang mang trở nên trói mắt bên cạnh đó song quyền của hàn lập thì biến thành vô số quyền ảnh cũng nhanh chóng công kích lên trên màn sáng màu đỏ tiếng nổ vang dội bề ngoài màn sáng màu đỏ tỏa hào quang lõm sâu xuống nhưng mà không có chút dấu hiệu nào cho thấy sắp bị vỡ vào thời khắc này những đường vân màu máu trên những bức tường xung quanh đột nhiên tỏa ra huyết quang rực rỡ chuyển ra những âm thanh lộc cộc quái dị đám mây máu khổng lồ kia đột nhiên quay cuồng bỗng phân ra thành từng làn xương máu di chuyển khắp bốn phương tám hướng bị những đường vân màu máu hút vào bên trong tường giống như là cá voi hút nước trong nháy mắt mây máu bay đầy trời đã biến mất không còn nhìn thấy gì không gian dưới đất càng lộ ra vẻ vắng vẻ những đường vân màu màu trên bức tường đột nhiên trở nên thô và to gấp nhiều lần so với trước những con mắt quỷ dị màu đỏ cũng theo đó phồng to lên nhiều lần, thoạt nhìn giống như là đang trừng mắt nhìn, rất dữ tợn, đáng sợ. Làm cho bọn người Hàn Lập ngạc nhiên chính là màn sáng màu đỏ ngăn cách tại vách đá trước đỉnh chóp cũng theo đó trở nên rắn chắc thêm, chỗ bị ba người bọn hắn hợp sức công kích lõm xuống, càng tỏa ra huyết quang chói mắt. Một tiếng phanh, chùy đen ba cạnh cùng trường đao màu xanh lam bị bắn ra ngoài. Hàn Lập cũng bị dính lực phản chấn, thân hình lảo đảo, trong mắt hắn lóe lên vẻ hoảng sợ không chờ cho bọn hắn làm thêm gì nữa. Những con mắt màu đỏ ở bốn phía tản ra huyết quang cực lớn, quang mang màu máu chói mắt trong chớp lát đã bao phủ toàn bộ không gian dưới đất lại, biến nơi này trở thành một thế giới màu huyết hồng. Thình thịch, thình thịch, Hàn lập nhướng mày, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được một luồng lực lượng pháp tác mãnh liệt hơn nhiều so với trước, theo huyết quang xuyên thấu qua, không ngừng tràn vào bên trong thân thể khiến cho nhịp tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn mấy lần. Cho dù thân thể cứng cỏi như hắn cũng có chút cảm giác không chịu nổi hàn lập kêu lên một tiếng đau đớn lập tức xóc toàn lực sử dụng tiểu bắc đầu tinh nguyên công phần trên cơ thể hắn nổi lên đồ án bảy điểm tinh quang một luồng tinh quang bao phủ thân thể hắn lại tất cả gân cốt cơ bắp trong cơ thể hắn lập tức trở nên cứng như sắt bên ngoài trái tim nổi lên một tầng tinh quang khiến cho nhịp tim đập cuối cùng cũng chậm lại được mấy phần mặt mày giao cửu sớm đã trở nên không còn một giọt máu gã không nói hai lời tay bắt pháp quyết quang mang thủy lam quanh người lóe lên một đạo hắc quang từ bên trong cơ thể bay ra, cũng nhanh chóng phồng lớn, hóa thành một lão giả mặc áo bảo đen, toàn thân bị vầng sáng thủy lam trói mắt bao phủ. Bên trong những vầng sáng xanh lam là vô số phù văn màu xanh chuyển động, tản mát ra từng đợt lực lượng pháp tác mãnh liệt. Hai tay giao cửu bấm niệm pháp quyết, sau đó phất tay tung ra một chiêu. Vầng sáng xanh lam bao quang lão giả áo bảo đen lập tức bắn ra, dung nhập vào bên trong cơ thể gã. Lam quang quanh người giao cửu phóng lớn, Lực lượng pháp tắc hình thành một vòng bảo hộ sáng gấp mấy lần, liền chặn lại huyết quang đang ăn mòn xung quanh. Trong ba người thì giao thập lục vốn không có cơ thể cường tráng mạnh mẽ như Hàn Lập và là tán tiên cũng không có cách nào thi triển lực lượng pháp tắc bảo vệ cơ thể được, nên khi từng luồng huyết quang mãnh liệt bao phủ xuống xung quanh, sắc mặt gã trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Một luồng lực lượng pháp tắc không ngừng điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể gã, hóa thành một luồng lực lượng quỷ dị, hung hăng công kích vào tim gã. Trái tim gã nhanh chóng đập nhanh cuối cùng một tiếng bốc trầm đục vang lên trong lồng ngực. Giao thập lục liên tục phun ra máu tươi, xen lẫn bên trong đó là những mảnh vỡ nội tạng. Một tiếng bịch vang lên, thân thể gã ngã xuống mặt đất. Quang mang trên cây chùy đen ba cạnh bỗng tiêu tán, một tiếng keng vang lên, cây chùy đen rơi xuống mặt đất. Trong mắt giao thập lục tràn đầy vẻ không cam tâm, giơ tay ra phía trước giống như đang muốn bắt lấy cái gì đó. Nhưng mà, thân thể gã đột nhiên phồng to lên giống như bị thổi. Một tiếng bùm vang lên thân thể gã nổ tung, hóa thành một mảng lớn huyết vụ vô cùng kiều diễm, tản mát ra linh lực chấn động kinh người. Nguyên Anh bên trong cơ thể gã không kịp thoát ra, bị cỗ huyết pháp tắc ăn mòn, cũng nổ tung, đã bị diệt. Mà đám huyết vụ mới vừa biến thành kia giống như đang bị ai đó điều khiển. Nó vừa mới hình thành liền lập tức quay cuồng một hồi, sau đó chia nhỏ thành mấy chục phần chui vào bức tường xung quanh rồi biến mất. Giống như những đám mây máu trước đó, đều bị bức tường xung quanh hấp thụ. Biến cố này phát sinh chỉ trong chớp mắt, những bức tường xung quanh hấp thụ huyết vụ của giao thập lục lập tức luồng lực lượng pháp tác tràn ngập trong không gian trở nên mạnh mẽ hơn hàn lập bỗng cảm thấy âm thanh trái tim đập thình thình lại vang lên ở bên tai mặc dù kinh sợ nhưng hắn vẫn hít một hơi thật sâu sau đó nhắm mắt lại hắn đã chọn con đường huyền tiên để tu tiên với những vấn đề liên quan đến cơ thể đã nghiên cứu cực kỳ thấu đáo trái tim chính là chỗ căn bản trên cơ thể người dĩ nhiên hắn càng hiểu kỹ mà quỷ dị ở đây chính là âm thanh của nhịp tim tuyệt đối không phải một lúc đập mạnh rồi bỗng đập nhanh, mà bên trong chắc chắn có ẩn chưa một quy luật nào đó. Vừa rồi lúc cơ thể của giao thập lục nổ tung, trong nháy mắt, có vẻ như hắn mơ hồ đã biết được điều gì đó. Mặt khác, sau khi giao thập lục chết, mũi miệng của giao cửu bỗng chảy ra máu tươi, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Giao cửu cũng ý thức được, lực lượng huyết pháp tác ở bốn phía xung quanh bỗng nhiên mạnh mẽ hơn, rất có thể có liên quan đến cái chết của giao thập lục. Nhưng mà hôm nay, gã đã thu hồi hóa thân địa chính chứa tín niệm lực cùng với lực lượng pháp tắc vào bên trong cơ thể. Đáng tiếc vẫn là không có cách nào ngăn cản được luồng pháp tắc quỷ dị bên trong huyết quang. Thình, 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 gã có thể cảm nhận được, tốc độ của nhịp tim đã gần như đến cực hạn mà thân thể gã có thể chịu được. Không, ta tuyệt đối không cam tâm, nội tâm giao cửu gào thét, đáng tiếc là hữu tâm vô lực. Ngay cả lời nói gã còn không thể thốt lên được, thậm chí còn trơ mắt đứng nhìn luồng ánh sáng pháp tác đang bảo vệ thân thể dần dần trở nên ảm đạm trong mắt gã lộ ra một vẻ tuyệt vọng một tiếng bùm một nắm đấm không biết từ đâu thình lình xuất hiện xuyên qua vòng bảo vệ thân thể gã đánh vào sau lưng chỗ trái tim gã một luồng quyền kinh thẩm thấu vào cơ thể lập tức phát huy tác dụng lên trái tim gã luồng quyền kinh này cực kỳ xảo diệu như sợi bông vải nhấp nhô không ngừng chỉ một thoáng sau liền khiến cho nhịp tim đập bình thường trở lại sau đó luồng quyền kình công kích mạnh mẽ lên luồng pháp tắc quỷ dị trong cơ thể gã khiến cho nó lập tức tiêu tán hơn phân nửa phụt dao cửu há miệng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trở nên bình thường gã quay đầu nhìn lại phát hiện hàn lập không biết từ đâu đã ở phía sau đang chậm rãi thu cánh tay lại gã cảm thấy nao nao mặc dù không rõ tại sao một quyền của hàn lập lại có thể phá giải được sự ăn mòn của lực lượng pháp tắc nhưng mà gã vẫn cảm kích gật đầu nhẹ với hàn lập lúc này những con mắt màu đỏ trên tường chẳng biết tại sao lại bắt đầu từ từ khép lại. Huyết quang tràn ngập toàn bộ không gian dưới lòng đất cũng theo đó nhanh chóng mà tiêu tán. Nhưng những đường vân màu máu còn lại ở tầng huyết quang trên vách đá vẫn như trước không có tiêu tán. Nhịp tim của Hàn Lập cùng giao cửu đã khôi phục lại như bình thường, thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm giác giống như đã trải qua mấy đời. Ở đằng xa, một bóng người đang rơi từ trên trời xuống, nhìn thân hình thì hóa ra là giao bát. Giờ phút này, toàn thân gã đều đẫm máu, có chút thê thảm, hiển nhiên là đã bị đại thương nguyên khí. Nhưng mà có thể ngăn cản được luồng huyết pháp tác cuồng bạo xâm nhập thân thể, dĩ nhiên gã cũng có tìm hiểu về lực lượng pháp tác và cũng có vài phần đặc biệt. Ngoại trừ ba người bọn hắn ra thì trong cái không gian to lớn dưới mặt đất, chẳng còn ai sống sót cả. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Vừa rồi, bọn hắn phải tự lo cứu lấy bản thân, không có thời gian rảnh để đi quan sát tình huống xung quanh đối với tình huống của đám người giao bát như thế nào cũng không có chú ý kỹ xem ra bốn người bọn giao bát hiển nhiên cũng là tung ra hết các thủ đoạn để tìm cách xông ra khỏi không gian này nhưng rất tiếc lại không có kết quả cuối cùng thì chỉ còn một mình giao bát còn sống ba người còn lại chắc hẳn đã chết nói cách khác sau trận này bốn tên tu sĩ cấp bậc chân tiên đã chết ngay tại chỗ thậm chí có thể nói là hình thần câu diệt Trừ việc đó ra, tên đại hán lùn áo bào tím đứng trên đài cao ở trung tâm không gian huyết sắc kia cũng biến mất không rõ tung tích. Nơi y đứng chỉ còn một cây đại phiên màu máu, linh quang ảm đạm, lẻ loi chơi trọi cắm vào mặt đất. Hàn lập không có chút vui mừng nào với cái chết của đại hán lùn mặc áo bào tím. Ngược lại, lông mày hắn còn đang nhíu lại, thiết lập cảm bẫy nơi đây chính là công thâu hồng đảo chủ của đảo Hồng Nguyệt. Người này quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, vì để dẫn dụ bọn người hàn lập đến đây, mà y sẵn sàng hy sinh một tên tán tiền dưới chứng mình, điều đó có nghĩ là y đã có ý định muốn giết hết bọn hắn. Ý niệm trong lòng Hàn Lập điên cuồng chuyển động, lấy ra một ít đan dược ăn vào, nhanh chóng vận công để luyện hóa. Hắn cũng không cho rằng đối phương có thể dễ dàng buông tha cho bọn hắn. Giao thập ngũ, đa tạ ân cứu mạng lúc nãy, ta vô cùng cảm kích, giao cửu giờ phút này cũng một hơi ăn mấy viên đan dược, vội vàng chắp tay với Hàn Lập, nói lời cảm ơn. Nói rồi, gã giơ một tay lên, lão giả áo bào đen đứng bên cạnh gã nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong cơ thể gã. Mọi người khi gặp nguy hiểm, theo lý phải hỗ trợ lẫn nhau. Đạo hữu giao cửu không cần phải khách khí. Hàn Lập hiển nhiên sớm đã phát hiện ra đối phương khi gã thả hóa thân địa trích ra nhưng thần sắc trên mặt hắn không đổi, thản nhiên nói: Hắn không những nhận biết được hóa thân kia, mà còn đã từng giao thủ qua. Chính là hóa thân của lão tổ Lục Khôn lúc trước cùng với Hàn Khâu đến đảo Ô Mông không nghĩ đến người này lại là một thành viên lâu năm của vô thường minh lại thật trùng hợp cùng chấp hành nhiệm vụ với mình lúc này giao bát cũng từ phía xa bay tới đến bên cạnh hai người hàn lập chắp tay về phía hai người trên mặt hiện lên một nụ cười khổ nói xem ra chúng ta đã chậm một bước bị công thâu hồng tương kế tự kế rồi công thâu hồng tu luyện công pháp tà dị như vậy lại còn tàn sát vô số tu sĩ cùng với người phàm quả thực điên rồi, giao cửu hung hăng nói hai vị hiện tại chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Hay là, trước tiên suy nghĩ một chút, tìm cách thoát khỏi nơi này đã. Hàn lập quét mắt nhìn xung quanh, miệng chậm rãi nói. Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười quái dị khẳng khạc truyền đến. Hắc hắc, không nghĩ tới ba vị vẫn có thể sống sót. Vô thường minh quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Ngay sau đó, ở chỗ đài cao trong không gian, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đài cao sụp đổ, vỡ vụn, lộ ra một hang động lớn. Một đoàn mây máu từ đó bắn ra, hơi chấn động liền biến mất, rồi hiện ra ba bóng người. Một người trong đó chính là người phục kích hàn lập tại thành thiên thủy. Chính là lão giả áo bào tím. Trong hai người còn lại, một người mặc áo bào tím huyết nguyệt là một đại hán trung niên, thân hình cường tráng, dâu quai nón, đôi mắt lóe tinh quang. Người còn lại là một thiếu phụ mặc váy đen, thân thể mập mạp, ngũ quan dẹt, da đen như đáy nồi, nói chung rất là xấu xí. Khí tức ba người này tản ra, đều là chân tiên. Trong ba người, khí tức mạnh nhất là gã đại hán trung niên. Hai người còn lại tựa hồ cũng coi đại hán trung niên là người cầm đầu. Ánh mắt đại hán dâu quai nón âm trầm nhìn ba người hàn lập, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. mười 115, tái chiến cửu ngũ. Trước kia tại thành thiên thủy, chính tiểu tử này là người đã phá vỡ không gian huyết mang của ta. Ngày đó ta cứ cho là chủ ngợp nhưng giờ xem lại thì thấy kẻ này quả có chút tà môn. Lão giả áo tím nheo mắt, chỉ vào hàn lập nói, cửu ngũ, xem ra ngươi có hứng thú với hắn vậy giao hắn cho ngươi bọn ta sẽ thu thập hai kẻ còn lại sử phụ váy đen khàn giọng nói chính hợp ý ta cừu ngũ cười hắc hắc nói khi ba người đại hán dâu quai nón đang phân chia ba người bên hàn lập cũng quan sát đối phương sắc mặt trầm hẳn lại đối phương là ba tên tán tiên trên tiên cảnh sơ kỳ theo lý thì thực lực không bằng nhóm hàn lập nhưng nay ngoài họ hàn ra thì hai người đều bị thương không nhẹ nếu lúc này liều mạng đấu có lẽ cũng không thể thoát thân ngay được xem ra ba người này chính là ba thủ hạ tán tiên của công thâu hồng giao bát liếm môi truyền âm cho hai người hàn lập nơi này cực kỳ quỷ dị lát nữa sợ là sẽ có chuyện xấu xảy ra hàn lập liếc qua những đường vân màu máu nhạt trên vách tường truyền âm trả lời phải tốc chiến tốc thắng đừng giấu giếm thủ đoạn nào nữa giao cửu hít một hơi thật sâu nói tiếng còn chưa dứt ba tên kia đã lao tới chưa thấy bọn chúng có động tác gì, không gian phía trước ba người hàn lập đã chấn động rồi hiện ra hàng trăm quang nhận màu máu lao về phía ba người hàn lập. Thấy thế, đôi mắt hàn lập sáng lên, mau chóng lùi về sau nửa bước, thu quyền ở hông tụ lực rồi đánh ra. Một cỗ man lực tuôn ra, va và chạm vào đám quang nhận tạo thành những âm thanh như mưa rơi xuống lá chuối. Xong quang nhận chỉ dừng lại một chút, sau đó chợt nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ màu máu tan đi nhanh chóng. Không chờ màn sáng tan đi, ba tên cửu ngũ đã xông tới, lao về phía đối phương. Giao bát nhìn đại hán dâu quai nón đang lao về phía mình, sắc mặt trầm xuống, vội giơ tay bấm pháp quyết, bất chấp thương thế trên người. Chỉ thấy quanh thân gã sáng lên, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một nam tử gầy gò mặc áo bảo trắng đứng bên cạnh gã. Nam tử này tương đối giống với giao bát, chỉ là da màu xanh biếc, trên thân được phủ một vầng hào quang xanh biếc, chính là địa trích hóa thân của gã. Địa trích vừa hiện ra đã nhào tới trước người giao bát, khẽ khom người hít mạnh một hơi. Ngay sau đó, từng cơn gió lớn ập tới, vô số luồng khí lưu màu trắng biên cuồng lao lên, hóa thành một dòng xoáy trắng xóa chui vào miệng hóa thân làm bụng nó phồng lên. Một lát sau, nó ám miệng, ầm, một luồng sóng khí màu xanh phun ra, rồi hóa thành một con rồng màu xanh biếc, dương nhanh múa vuốt bay ra. Đại hán dâu quai nón thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm tụ lực, chỉ giơ tay đập về phía trước. Chỉ thấy phía trước nắm đấm của y xuất hiện một bộ quyền giáp bằng bạch cốt. Lúc này, một đạo quyền ảnh hình ác quỷ dưới lớp hào quang bay ra, nghênh đón đầu rồng đang lao tới. Một tiếng động cực lớn vang lên, đầu rồng va chạm trực diện với ác quỷ, vô số đạo phong nhận bắn ra khắp nơi. Bong bong bong, tiếng vang sắc nhọn bên trong địa cung không ngừng vang lên. Mặt đất, bức tường cùng cột đá như là đậu hũ, nhào nhào bị phong nhận cắt ra thành từng lỗ thủng sâu hóm. Đại hán dâu quai nón đánh ra một quyền, trên thân hiện ra một tầng huyết quang nhàn nhạt. nhạt không tránh né mà vọt thẳng vào bên trong tầng phong nhận dày đặc, tiếp tục phóng đến phía giao bát. Những phong nhận đánh đến huyết quang ở trên người y liền phát ra tiếng phốc phốc nhưng không mảy may xâm nhập được. Giao bát cắn răng, đưa hóa thân địa trích nhảy lên nghinh đón. Bên kia, sử phụ váy đen va chạm một kích mãnh liệt với lục khôn trên hư không. Sau đó, trên thân ả được khói đen dày đặc lôi cuốn về phía sau, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng mà, còn chưa dẫm được chân lên mặt đất vững chắc thì lông mày ả à lại đột nhiên nhíu lại, chỉ thấy trong hư không dưới chân lóe lên hắc quang đột nhiên hiện ra một hắc vụ liên hoa mũi chân ả vẫn vô tư dẫm mạnh lên hắc liên rồi thân mình nhảy lên hạ xuống chỗ khác chỗ mặt đất mà ả vốn định dẫm chân tràn đầy máu ở bên trong nhưng đột nhiên nhột nhạo lên một hồi rung động một thân ảnh màu đen trong tay cầm một thanh thủy kiếm màu lam hiện ra là hóa thân địa chích của lục khôn lục khôn xuất ra một ám chiêu nhưng không đạt hiệu quả nên sắc mặt trầm xuống một mặt gã gọi hóa thân lão giả áo đen ra đồng thời hiện thân tấn công về phía thiếu phụ váy đen. Cách đó không xa, mắt cửu ngũ nhìn về phía Hàn Lập, lạnh lùng nói. Tiểu tử, lần trước chú ý đến ngươi, quả không đơn giản, không ngờ còn là một gã huyền tiên. Vừa vặn ta luyện chế huyết khôi đang thiếu một thân thể thích hợp. Thân thể ngươi là chân cực chi khu vừa vặn thích hợp đấy. Hàn Lập nhìn hắn, nhếch miệng, không thèm trả lời, chỉ hơi nhấc tay nắm chặt thành nắm đấm. Lão giả áo tím thấy thế, khóe mắt mãnh liệt run rẩy, trong ánh mắt sát ý lập tức trở nên lạnh thấu xương. Chỉ thấy bàn tay y lật lại, trong lòng bàn tay lập tức lóe lên hắc quang, hiện ra một cái bát tròn màu tím đen, bên trong chấp động ánh sáng màu đỏ, nhộn nhạo không thôi, tựa như toàn là máu tươi đỏ thấm. Âm thanh ngầm tụng từ trong miệng cửu ngũ vang lên làm cho ánh sáng màu đỏ trong bát tròn lập tức mãnh liệt, lúc đầu chỉ là dòng máu hơi nhộn nhạo rung động nhưng lúc này lại như điên cuồng sôi trào nếu nhìn kỹ có thể thấy dòng máu tươi dâng lên kia lại như lộ ra nguyên một đám gương mặt ác quỷ dẫy rụa gào khóc, tranh nhau tìm kiếm lối ra bên ngoài bát, phảng phất như muốn trốn thoát ra ngoài. Nhanh, cừu ngũ ra lệnh một tiếng, quang mang phía trên bát tròn lập tức rực rỡ, xốc toàn bộ lực lượng tạo ra một mảng lớn huyết dịch ở giữa không trung bao trùm phạm vi trăm trượng thành ngập trời huyết lãng, phô thiên cái địa quét tới phía Hàn Lập. Một mùi tanh hôi đến cực điểm lập tức tràn ra, nhiều tiếng thê lương gào rú không ngừng quanh quẩn, âm khí xung quanh lập tức đại thịnh, giống như minh giới hàng lâm. Phảng phất như tất cả tu sĩ cùng phàm nhân đã chết tại nơi này vào lúc này đều hồi hồn, mạnh mẽ phóng thích ra oán niệm cùng sát ý. Cảm thụ được cỗ máu tanh cùng khí tức âm hồn, lông mày Hàn Lập không khỏi khẽ cao lại. Cổ tay hắn vung lên, bay ra trước mặt một kính tròn màu vàng. Mặt kính sáng ngời, phóng ra một mảnh quang mang màu vàng, hóa thành một màn sáng tròn, bao trùm xung quanh hắn phía màn sáng khẽ phồng hiện ra chỗ mảnh huyết lãng trùng trùng điệp điệp đánh ở trên oanh một thanh âm vang lên màn sáng màu vàng đột nhiên run lên tiếp theo lại vững chắc nhưng sau một khắc bị nhiễm huyết lãng khiến mặt ngoài màn sáng xèo xèo tiếng nổ lớn toát ra mảng khí trắng lớn thoạt nhìn như mặt hồ nóng chảy kính tròn màu vàng lơ lửng ở giữa không trung cũng không ngừng rung rung chỉ nghe choang vang lên một tiếng thanh thúy kính tròn vỡ vụn ra mất hết linh quang rơi xuống đất đã không còn màn sáng màu vàng ngăn cản huyết lãng mãnh liệt đánh tới như một phiên quyển bao cả thân hình Hàn Lập vào. Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên huyết quang, cả người nhất thời ở trong biển máu mênh mông, vô cùng sền sệt khiến cho thân hình hắn lập tức chịu áp lực. Ngoài ra, ngâm trong máu, tầng chân cực chi mô bên ngoài cơ thể tuy rằng vẫn như trước, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, mảng ánh sáng cũng đang bị một cỗ lực lượng rất nhỏ nhưng cực kỳ dơ bẩn không ngừng xâm nhập. Mà ở trong biển máu, xung quanh bỗng nhiên có từng thân ảnh giữ tợn tới lui tra xét liên tục. Bọn chúng mặc kệ là già hay trẻ, là nam hay nữ, giờ phút này đều có bộ dạng hung thần ác sát, dương nanh múa vuốt lao tới hắn cắn xé. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay vung lên mơ hồ, lúc sau nổi lên vô số quyền ảnh rậm rạp chằng chịt, đánh tới hơn trăm đạo nhân ảnh xung quanh, đồng thời quanh thân hiện lên từng mảnh kim lân. Thân hình hắn lăng không phóng đi, chính là muốn nỗ lực tột cùng từ trong vũng máu thoát ra. Còn muốn chạy trốn, nằm mơ. Cửu ngũ thấy vậy, miệng quát to một tiếng, huyết quang trong tay y vừa hiện đánh vào bát tròn, lập tức phù văn rậm rạp chẳng chỉ từ đó cuồn cuộn bay ra, nhao nhao vây khốn Hàn Lập trong biển máu. Hàn Lập chỉ cảm thấy vũng máu xung quanh ầm ầm chấn động, nhanh chóng xoay tròn theo một hướng, độ nóng kịch liệt tăng cao như nước đang sôi trào lên. Chỉ chốc lát sau, nhiệt độ trong vũng máu đã có thể so với dung nham rừng rực nóng bỏng trong núi lửa rồi. Thân ảnh Hàn Lập trong vòng xoáy máu đang sôi trào đung đưa kịch liệt làn da bên ngoài thân cùng kim lân đều trở nên đỏ rực mà lực kéo của vũng máu tăng lên không chỉ gấp mấy lần khiến hắn nhất thời giữa lúc này không cách nào thoát thân ra được mặt hắn đanh lại bàn tay vung lên một tiếng thanh minh lập tức vang lên tinh viêm hỏa điều lập tức từ trong thân thể hắn bay ra hóa thành ngọn lửa màu bạc bao hắn lại đã có ngọn lửa này ngăn cách những dòng máu nóng bỏng kia không cách nào tới gần hắn nửa bước thậm chí nhiệt độ của ngọn lửa bạc khiến vùng máu xung quanh hàn lập bốc hơi rất nhanh chỉ chốc lát sau ngay bên cạnh hắn tạo thành một vòng chân không, lực kéo không còn sót lại chút gì. Không có thời gian lãng phí với ngươi, hàn lập dứt lời, thân hình lập tức sông lên, những vùng máu nguyên bản sền sệt nóng bỏng khi chạm vòng bảo hộ do tinh viêm hỏa điều biến thành, nhao nhao tán loạn. Lúc này, hắn từ trong vòng xoáy của biển máu phóng lên trời. Sau đó không nói hai lời, hắn khoát tay, hung hăng đánh một quyền tới cửu ngũ. Tên kia trong lòng kinh hãi, hai tay vội vàng hướng một chiêu trước người, vung ra một pháp quyết. Cái bát tròn lập tức phát triển lớn mấy lần, phù văn trên bề mặt bát lập tức sáng rõ, tản mát ra từng vòng quang mang màu đen chắn trước người y. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang rất lớn, quang mang màu đen trước người lão giả áo tím chạm vào quyền ảnh đánh xuống lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, phân tán bốn phía. Quang mang phía trên bát tròn màu đen lập tức tối sầm lại, nứt ra mấy đường giống như mạng nhện, rồi rút về bé như ban đầu. Ngực bụng cừu ngũ chấn động, rên lên một tiếng khó chịu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Khi thu hồi bát tròn, bàn tay khẽ run sờ lên phía trên cái nứt, trong mắt khiếp sợ nói ra điều này sao có thể. Lời nói chưa dứt, chợt nghe một tiếng hú gọi bén nhọn vang lên. Một con hỏa điểu màu bạc, mang theo cái đuôi lửa rất dài như một mũi tên bắn nhanh qua phía y. chương 116, kinh sợ nhị tiên thối lui. Chứng kiến ngân sắc hỏa điểu xuất hiện, cửu ngũ lộ vẻ kinh hoàng, nhưng sự tình cho đến bây giờ, hắn chỉ có thể cắn răng, phun ra ba ngụm tinh huyết vào viên bát ở trong tay tinh huyết dính vào mặt ngoài của viên bát tất cả không trừ một giọt đều được hấp thụ sạch sẽ ngay lập tức viên bát rung động ông ông huyết quang phía dưới đại thịnh từng vòng phú văn nổi lên một cột máu dần hình thành một con dao long bay ra từ trong đó dao long vừa mới lao ra khỏi cột máu liền mở miệng phún ra một dòng máu như thác đổ hóa thành một cơn sóng màu tràn đến chỗ ngân sắc hỏa điều sóng máu sền sệt bên trong sen lẫn từng tia hắc khí tỏa ra một loại mùi hôi tanh kinh khủng khiến người ta nôn mửa Ngân sắc hỏa điều thấy vậy, thân hình không ngừng lại, khẽ vỗ hai cánh, lập tức hiện lên ngân quang quanh thân, tạo ra vô số ngân sắc hảo cầu, trực tiếp nghênh đón cơn sóng máu đang lao đến. Phốc phốc vài tiếng nổ lớn vang lên, mỗi một quả cầu lửa màu bạc rơi vào sóng máu đều tạo thành một vụ nổ lớn, hóa thành mảng lớn ngân diễm lan tràn ra xung quanh, những nơi ngân diễm tràn tới đều phát ra âm thanh xì xì, hơn phân nửa cơn sóng máu bị những hỏa cầu làm bốc hơi thành từng sợi khói trắng. Chỉ trong khoảnh khắc, sóng máu bị thủng như tổ ong, tại trung tâm, sóng máu bị ngân diễm phá thành một cái lỗ thủng tới hai ba mươi trường. Ngân sắc hỏa điều hóa thành một đạo ngân hồng, xuyên thủng qua lỗ thủng, lao thẳng đến chỗ cửu ngũ đang ở phía sau. Cửu ngũ thấy thế, chợt cắn răng, mười ngón tay nhanh chóng bấm động, huyết mang quanh thân huyết giao đại phóng có thể mơ hồ nhìn thấy vô số phù văn óng ánh hiện lên bên trong huyết giao dũng mãnh lao tới ngân sắc hỏa điều làm mang trong mắt hàn lập lóe lên hình như nghĩ tới điều gì đó chợt dùng mình vội vàng thúc giục pháp quyết, muốn triệu hồi hỏa điều quay lại. Nhưng ngay tại thời điểm đó, phù văn ở mặt ngoài của huyết giao tỏa ra tinh quang càng sáng tỏ hơn, đột nhiên nổ tung, hóa thành mảng lớn huyết vụ, vừa vặn bao phủ ngân sắc hỏa điều chưa kịp trở về. Nhưng, sau đó, truyền ra một tiếng thanh minh, một quả cầu lửa màu bạc bay ra từ bên trong huyết vụ, hóa thành ngân sắc hỏa điều, bay nhanh tới chỗ Hàn Lập. Hỏa điều nhìn có chút ảm đạm, bên ngoài còn bị không ít huyết vụ bám vào, hiển nhiên bị vụ nổ khi huyết giao tự bạo ảnh hưởng không ít hàn lập bấm niệm đem huyết vụ bám ngoài thân hỏa điều cho bốc hơi hết sau đó để cho hỏa điều bay vào tay áo biến mất đối phương triệu hoán huyết dao vậy mà có một tia pháp tác lực ẩn chứa trong đó mang theo khả năng ăn mòn linh tính cực cao may mắn hắn làm ra quyết định nhanh chóng triệu hồi hỏa điều nếu không sợ rằng linh tính của nó sẽ bị ăn mòn không ít sắc mặt cừu ngũ có chút tái nhợt hiển nhiên một phen thi pháp vừa rồi cực kỳ hao tốn nguyên khí mắt thấy hàn lập vẫn bình yên vô sự trong mắt hiện lên vẻ oán độc một màn làm cho người ta rợn tóc gáy xuất hiện, chỉ thấy hai tay lão xé rách áo bào, lộ ra phần bụng bị thủng một lỗ dài, da thịt co lại, làm cho lỗ thủng càng ngày càng lớn. Viên bát màu tím phát ra ô quang mãnh liệt, giống như cộng hưởng lóe lên bay vào bên trong lỗ thủng đó. Cùng lúc đó, huyết phụ tạo thành do huyết sao tự nổ, cùng với cơn sóng máu ầm ầm quay ngược lại, tất cả đều chui vào lỗ thủng trên bụng, tiến vào trong người cừu ngũ. Mà thân hình lão cũng theo đó mà cao lớn hơn, hai con người biến mất, thay vào đó là hai viên đá quý màu đỏ. Quần áo trên người lão giờ phú này để bị nhìn nát, làn da mọc lên từng cái vải đỏ, lão biến thành một cái cự nhân cao bảy tám trượng toàn thần màu huyết hồng, sáng bóng lấp lánh. Hàn lập hít mắt lại, không lùi mà tiến, vọt thẳng tới cự nhân. cự ngũ biến thành cự nhân thấy vậy, phát ra một tiếng cười khăng khắc quái dị, giờ trưởng lên vỗ tới đỉnh đầu hàn lập một trường, những nơi đi qua hư không run rẩy. Oanh một tiếng vang thật lớn, hàn lập cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nặng tựa thái sơn giáng xuống thân hình trầm xuống hai chân vậy mà phải đạp lên mặt đất trong trước mắt nửa người của hắn lún vào trong lòng đất thế nhưng huyết tinh cự nhân sau khi đánh ra một trường này thân hình lại chấn động mạnh có chút bất ổn lùi về sau mấy bước mới ổn định được thân hình vào lúc này hàn lập nhảy ra khỏi mặt đất bay lên tới đỉnh động hai chân đạp một cái vào đỉnh động thân hình một chuyển như lưu tinh trụy lạc lao thẳng tới huyết tinh cự nhân ở ngực Hàn Lập sáng lên bay đốm sáng màu lam, ánh sáng màu lam lan tới cánh tay phải khiến cho nắm đấm cũng sáng lấp lánh như tinh quang, đập vào cửa quyền của huyết tinh cự nhân. Oanh long long một loạt tiếng nổ lớn vang lên không ngớt. Phảng phát như sơn băng địa liệt huyết quang ở mặt ngoài của cửa quyền tán loạn, sau đó từng khúc, từng khúc một vỡ ra, biến thành từng khối tinh thạch rơi xuống. Hàn Lập thế như trẻ tre, nắm đấm như lưỡi dao sắc bén, đánh cho cự nhân vỡ vụn thành từng khúc, đem nửa người phía trên đánh vụn. Huyết tinh cự nhân bất động, Huyết quang ở hai mắt ảm đạm, sau đó hóa thành từng khối tinh thạch ầm ầm rơi xuống, tạo thành một đống tinh thạch màu đỏ. Một khối tinh thạch ở đan điền, Hàn Lập thấy được một người tí hon màu vàng ảm đạm, rõ ràng là nguyên anh của Cửu Ngũ. Tựa hồ do sử dụng bí thuật nên bị phong cấm tạm thời bên trong đó, không thể chạy đi. Hàn Lập thò tay, định đem viên tinh thạch đó thu lại, nguyên anh bên trong đột nhiên phát nổ, bành một tiếng, hóa thành một chùm huyết vụ, trực tiếp lao vào bên trong huyết tương, biến mất không thấy bóng dáng. Từ lúc cừu ngũ xuất thủ, đến khi Hàn Lập đánh chết gã, trước sau bất quá hơn 10 hơi thở công phu, điều này khiến cho bốn người còn đang đánh nhau kịch liệt ở không xa đó, nhao nhao kinh hãi. Nhưng biểu hiện của bốn người lại hoàn toàn trái ngược nhau, giao bát giao cửu kinh hỉ, còn đám người đại hái dâu quai nón lại kinh sợ. Dị sắc lóe lên trong mắt của sử phụ váy đen, lúc này không dây dưa với lục khôn nữa, thừa dịp mọi người không chú ý, thân hình chấp động một cái, đã bay tới đài cao trong địa cung. Hầu như cùng một thời điểm, đại hán dâu quai nón cũng có hành động tương tự, thân hình gã đã xuất hiện trên đài cao ngay cạnh sử phụ. Sau một khắc, thân hình hai người mờ dần, rồi hóa thành một đoàn huyết vân bay vào một cái động lớn trên đài cao. Hai người thấy không ổn lập tức rời đi, không dây dưa dài dòng, không một lời thừa. Giao bát cùng lục khôn thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao thu hồi thần thông, thân hình thoát cái bay tới bên cạnh hàn lập. Mặc dù chỉ giao phong trong thời gian ngắn, thương thế hai người nặng càng thêm nặng lúc trước tại hạ thật là hồ đồ không nhìn ra được thực lực của đạo hữu chỉ trong nháy mắt chém giết một gã tán tiên lục khôn nhìn qua hàn lập ánh mắt có chút phức tạp lúc này đây nếu không có thủ đoạn xét đánh của đạo hữu giết một người chấn lui hai người chúng ta sợ rằng sẽ ăn đủ đau khổ ta sẽ báo cáo việc này với giao tam đại nhân chính là vậy bất quá trước tiên chúng ta phải tìm cách thoát khỏi nơi này đã lục khôn cũng nhiệt gật đầu nhìn xung quanh vẫn còn chút sợ hãi nói ra Lúc trước giao thập lục từng vận dụng tiên khí để phá trừ cấm chế, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn kích phát công kích quỷ dị của những huyết quang kia. Chắc hẳn, sử dụng man lực không thể được rồi, chắc phải nghĩ biện pháp khác thôi." Hàn Lập trầm ngâm nói, "Ta thấy hai người kia cũng chỉ tạm thời thối lui, sau lưng bọn họ còn có công thâu hồng, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian." Giao Cửu lộ vẻ sầu lo nói, "Giao thập Ngũ, lúc trước tại Thiên Thủy Thành ngươi có thể phá vỡ không gian huyết sắc?" chắn hẳn không phải chỉ dựa vào may mắn chứ ngươi thử tìm hiểu một chút trận pháp này xem ta thử liên lạc với đại nhân giao tam xem sao bẩm báo với hắn tình hình nơi này lục khôn nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói ta sẽ thử một lần hàn lập nhẹ gật đầu lục khôn thấy vậy hai mắt nhấp nháy mặt nạ đầu dê lần nữa xuất hiện trên mặt mặt ngoài xuất hiện từng gợn sóng màu lam giao bát thấy vậy thân hình một chuyển thu thập tất cả túi chữ vật bên trong địa cung hàn lập chỉ liếc mắt cũng không lên tiếng trong mắt nổi lên ánh sáng màu lam, bắt đầu đánh giá chi tiết từng điểm xung quanh. Chỉ thấy mặt đất bốn phía đỏ thấm, huyết tương tích tụ thật dày, tàn thi của tất cả mọi người đều ngâm trong đó, bốn cột đá cùng vách tường xung quanh đều bị máu đỏ văng tung tóe, phảng phất giống như từng đóa hoa hồng quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi. Cách đó không xa, pho tượng của vị đảo chủ giống như một tà thần bị máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, giờ phút này lại có chút bắt mắt, càng khiến cho không gian dưới này lộ vẻ âm trầm giống như địa ngục nhưng bất kể những bức tường hay pho tường này, cũng không thấy điểm gì đặc biệt. Sau một lát, Lục Khôn chậm rãi mở mắt, lắc đầu trầm giọng nói. Giao Tam Đại Nhân không có hồi đáp, cả tòa địa cung có chút quỷ dị, hình như trong cấm chế ẩn chứa huyết chi pháp tắc, qua năm dài tháng rộng được uẩn dưỡng bằng máu tươi, đã tự tạo thành một không gian, nhất thời nửa khắc không dễ để tìm ra khe hở. Hàn Lập cũng hơi nhíu mày nói, đang nói chuyện, Giao Bát đi trở về, nói với hai người. Hai vị đạo hiếu túi chữ vật mấy vị đạo hữu vô thường minh cùng pháp khí của hai tên gia hỏa kia đều ở chỗ này, chúng ta chia nhau đi, chuyến này hung hiểm dị thường, đằng sau lành giữ khó liệu, có thể thêm vài phần đảm bảo cũng tốt. Lúc này hắn cầm trong tay mấy cái túi chữ vật, một tay nắm hai cái vòng tay chữ vật. Ba người kiểm kê một chút, phát hiện tích góp của sáu gã tiên nhân thực sự không ít, bất kể linh đan hay linh tài hay như linh bảo pháp khí, đều rất phong phú, phân phối cho ba người, cũng được tương đối khá. Xét thấy thực lực cũng như đóng góp của Hàn Lập, trong số bảo vật này có duy nhất một món tiên khí, chính là thiết trùy của giao thập lục, dĩ nhiên thuộc về Hàn Lập. Kỳ thật, hai người giao bát làm sao lại không muốn được chứ, chẳng qua bọn hắn lại không muốn bảo bối rơi vào tay đối phương, nên cuối cùng làm một cái quyết định thuận thủy nhân tình, phân cho Hàn Lập. Hàn Lập tự nhiên cũng hiểu được, nhận lấy vật ấy xong có chút nhượng bộ khi phân phối tài liệu khác, điều này làm cho hai người lộ vẻ thỏa mãn. chương 117 lại rơi vào cảnh nguy khốn ba người hàn lập nhanh chóng đem chiến lợi phẩm ra phân chia sau đó ba người lại một lần nữa tách ra tìm đường rời khỏi nơi này nếu không thoát khỏi chỗ không gian quỷ dị dưới đất này bọn hắn thực sự không thể an tâm được hàn lập đứng tại một khoảng đất trống cách xa pho tượng hơn trăm trượng thi triển minh thanh linh mục tra xét rõ ràng các nơi trong không gian này giao bát và lục khôn sau khi đã khôi phục được một chút liền tự động tách riêng ra thi triển bí thuật dò xét xung quanh thời gian trôi qua ba người bọn họ vận dụng mọi loại thủ đoạn, nhưng cũng không tìm được manh mối giúp thoát khỏi không gian này. Hàn Lập tuy vẫn còn có thể chấn tĩnh, nhưng hai người lục khôn bắt đầu có chút mất bình tĩnh. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, toàn bộ không gian bỗng chấn động, kịch liệt xung chuyển. Ba người thấy tình huống đó, trong lòng đều giật mình. Nhưng chưa kịp để cho ba người làm ra hành động gì, không gian dưới mặt đất đột nhiên nổ tung, vỡ vụn hoàn toàn. Úc ục, một mảng mây máu sền sệt đột nhiên tuôn ra từ trong lòng đất, bỗng nhiên tăng mạnh, nhanh như chớp bao phủ hoàn toàn thân thể ba người hàn lập. Sau đó co rút lại, kéo bọn hắn chui vào mặt đất vỡ vụn phía dưới. Trước mắt hàn lập thấy trời đất quay cuồng, nhưng đám mây máu đang vây quanh thân thể bọn hắn đang một mực cuốn đi. Đến khi bọn người hàn lập ổn định lại thân hình, liền phát hiện bản thân đã xuất hiện bên trong một không gian khổng lồ khác. Nơi này thoạt nhìn là một động quật dưới mặt đất, so với không gian trước đó thì to gấp mấy lần, nhưng bị một hồ nước khổng lồ chiếm hơn phân nửa diện tích mặt đất. Nước hồ có màu đỏ như máu, lại có vẻ sền sệt, bọt khí không ngừng thoát ra từ cái hồ, sau đó vỡ tung. Mỗi một bọt khí vỡ ra liền có một mảng xương mù huyết hồng thoát ra. Toàn bộ động quật dưới mặt đất, khắp nơi đầu tràn ngập huyết vụ nhàn nhạt. Ở trung tâm của hồ nước màu đỏ, có một mảnh đất vuông vức nổi lên tạo thành một hòn đảo, lớn chừng trăm dặm, hình dáng lờ mở giống như một quảng trường khổng lồ. Lúc này, ba người Hàn Lập đang đứng ở trên quảng trường. Trong khoảng sân rộng sừng sững một tòa cung điện khổng lồ, xung quanh bị những đám mây máu nồng đậm bao phủ từ bên ngoài chỉ có thể thấy mơ hồ hình dáng của cung điện động quật khổng lồ dưới mặt đất bốn bề tĩnh lặng một cách đáng sợ không một bóng người chỉ có những âm thanh bọt khí vỡ vụn phát ra liên tục trong hồ nước hai gã tán tiên lúc trước đào tẩu cũng không thấy bóng dáng đâu cả hàn lập liếc nhìn xung quanh quan sát tất cả cảnh vật trong tầm mắt lúc hắn vừa mới chuẩn bị thả thần thức ra để dò xét tình hình bốn phía miệng bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng Bên trong xương mù màu máu tràn ngập một luồng lực lượng kỳ dị, làm cho thần thức của hắn không thể thoát khỏi cơ thể để tiến hành dò xét. Sắc mặt dao bát cùng lục khôn cũng trầm xuống, hiển nhiên bọn họ cũng đã phát hiện ra tình huống này. Bọn họ giơ một tay ra trước, thả ra hóa thân địa trích của mình. Miệng lục khôn khẽ nhúc nhích, đang muốn nói gì đó. Cẩn thận phía dưới, hàn lập đột nhiên hét lớn một tiếng, chưa kịp dứt lời, mặt đất dưới chân ba người đột nhiên vỡ ra, mấy cái cốt chảo huyết hồng to lớn xuất hiện chụp vào chân của bọn hắn. Thân hình ba người lập tức nhảy lên, bay lơ lửng giữa không trung, làm cho những cốt chảo kia bắt hụt. Phốc phốc phốc, mặt đất không ngừng nứt ra, từng bộ khô lâu to lớn màu đỏ như máu không ngừng leo ra từ bên trong. Nháy mắt, đã xuất hiện mấy trăm bộ khô lâu, mỗi một bộ khô lâu đều tản mát ra khí thức cường đại không kém tu sĩ hợp thể kỳ chút nào. Những bộ khô lâu phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình nhanh chóng bắn về phía ba người Hàn Lập đang lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, hòn đảo xung quanh huyết hồ cũng quay cuồng một hồi lập tức từng con quái vật đỏ như máu nhảy ra từ bên trong những quái vật này với phần trên là cơ thể nữ tử tóc dài máu me chảy đầy đầu phía sau lưng mọc ra một đôi cánh rơi rộng thùng thình phần dưới lại là cơ thể rắn những quái vật nửa người nửa rắn này lập tức tản ra khí tức cũng không kém so với những khô lâu kia vừa mới bay ra khỏi huyết hồ lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh đánh tới ba người hàn lập đang ở giữa không trung trong khoảnh khắc gần một ngàn khô lâu cùng xà nữ vây lấy xung quanh ba người chật như nêm. Ba người bọn hắn thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi. Giao bát hừ lạnh một tiếng, cũng không làm bất kỳ động tác nào. Thân thể hóa thân địa trích bên cạnh gã tỏa ra một luồng thanh quang lóa mắt, giống như ánh sáng mặt trời. Hai tay hóa thân vung lên, thanh quang quanh người bắn ra, lóe lên rồi chia ra thành bốn đầu phong long màu xanh, bay đi bốn phía. ầm ầm mười mấy con khô lâu, xà nữ đang bay đến bị phong long đụng chúng, đánh bay ra ngoài hơn phân nửa đám quái vật bị đánh trúng thân thể chia năm xẻ bảy tan nát nhưng vẫn còn một phần nhỏ mặc dù nhìn qua đã bị hao tổn nhưng mà xương mù màu máu xung quanh như có linh tính lập tức tràn vào cơ thể bọn chúng có thể dễ dàng nhìn thấy vết thương đang được hồi phục qua mấy hơi thở liền lập tức khỏi hẳn tình huống này khiến cho dao bát không khỏi nhíu mày bốn đầu phong long này nhìn có vẻ bình thường nhưng thật ra mỗi một đầu đều do gã thi triển lực lượng pháp tắc ngưng tụ ra sức mạnh của một kích nếu không phải tu sĩ đại thừa kỳ thì cũng không thể chống đỡ nổi thân thể của đám khô lâu và xà nữ nhìn như vậy mà vô cùng cứng rắn hơn nữa lại còn có năng lực tự chữa trị mạnh mẽ lục khôn không có sử dụng hóa thân địa trích gã muốn giữ lại tín niệm lực gã vung tay lên tế ra tám cây phi đao màu xanh lam nương theo gió phồng to lên biến thành tám cây cự nhận màu xanh lam quay tròn nhảy múa xung quanh mỗi một cây cự nhận màu xanh làm đều mơ hồ hiện lên bái tám đạo quang ảnh tám cây cự nhận trong chốc lát đã huyễn hóa ra mấy chục quang ảnh to lớn màu xanh nhanh như chớp chém ra bốn phương tám hướng xung quanh phát ra từng đợt âm thanh ù ù như sóng dữ trong chớp mắt trong phạm vi trăm trượng đều là đao mang sáng như tuyết tràn ngập hàn quang uy thế ngập trời có hơn 10 con khô lâu cùng xà nữ bị chém chúng thân thể lập tức tan vỡ thủ đoạn của hàn lập nếu so sánh với thủ đoạn của giao bát cùng lục khôn thì rất bình thường không có gì lạ chỉ là một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới xung quanh mỗi một quyền đánh ra hư không xung quanh liền chấn động kịch liệt bất cứ kẻ địch nào có ý định tấn công hắn đều bị đánh nát bởi một quyền không có bất kỳ ngoại lệ qua mấy nhịp thở tính ra đã có hàng trăm khô lâu cùng với xà nữ đã bị ba người tiêu diệt nhưng mà số lượng khô lâu và xà nữ liên tục được sinh ra để vây đánh ba người nhìn chung số lượng quái vật không có giảm bớt chút nào hai vị đạo hiếu tung tích của giao tam bây giờ không rõ còn công thâu hồng thì rất có khả năng đang ở bên trong tòa cung điện màu máu kia. Địch trong tối, chúng ta ngoài sáng, cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải là kế sách hay. Hàn lập thông qua Minh Thanh Linh Mục nhìn quanh bốn phía, sử dụng mặt nạ truyền âm cho hai người còn lại, băn khoăn nói. Không lẽ người đã tìm được phương pháp thoát khỏi nơi này? Lục khôn sắc mặt vui mừng hỏi, giao bát cũng nhìn lại, động quật này nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng mà hai người lục khôn có thể rõ ràng cảm ứng được, toàn bộ động quật bị một luồng lực lượng pháp tắc cường đại bao phủ, muốn thoát ra ngoài tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Tìm được mấy chỗ khả nghi, nhưng mà, nếu muốn phá vỡ cần một chút thời gian. Bọn khô lâu cùng xà nữ này rất vướng víu tay chân. Hàn lập truyền âm nói, những quái vật này để ta đối phó cho, ta có cách có thể vây khốn bọn chúng được một lát. Người mang theo lục khôn, mau chóng nghĩ cách tìm được lối ra. Giao bát hơi trầm ngâm, nói, tốt, đành phải làm phiền các hạ rồi. Hàn lập liền nói, lập tức đánh ra quyền kích liên hoàn, bảy tám quyền ảnh vô hình bắn ra, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm một tiếng nổ tung kinh thiên động địa vang lên. Một nguồn sức mạnh đáng sợ đột nhiên nổ tung, phá vỡ vây khô lâu và xà nữ ở xung quanh, tạo ra một lỗ hổng. Thanh quanh toàn thân Hàn Lập đại thịnh, tranh thủ bắn xuyên qua lỗ hổng trong vòng vây, bay đến đỉnh chóp nào đó ở trong động quật. Khô lâu cùng xà nữ khựng lại một chút, bỗng nhiên đồng thanh phát ra một tiếng giống to. Hơn phân nữa đám quái đang vây khốn, liền bỏ qua giao bát và Lục Khôn, trực tiếp hướng về Hàn lập công kích. Giao Bát hừ lạnh một tiếng, ngón tay liền chuyển động. Hóa thân địa trích tách ra thêm một lần nữa, thanh quang càng thêm cực kỳ chói mắt so với lúc trước. Từng vòng thanh quang khuếch tán ra xung quanh, trong khoảnh khắc đã bao phủ hơn một nửa không gian động quật. Ong ong, hư không đột nhiên truyền ra một đợt âm thanh run rẩy quỷ dị. Nơi bị thanh quang chiếu qua, thiên địa nguyên khí liền run rẩy. Trong hư không, thình lình xuất hiện từng đạo tơ mỏng màu xanh quấn chặt lấy khô lâu cùng với xà nữ, khiến cho tốc độ của bọn chúng lập tức trở nên chậm chạp. Hàn lập thấy vậy, tiếp tục bay không ngừng một khắc nào. Nháy mắt, hắn đã bay đến một nơi nào đó gần phụ cận đỉnh động, đánh ra một quyền. Vào lúc này, nơi đỉnh động bỗng hiện liên hoa ảnh bóng người, hai thân ảnh từ bên trong bay ra. Chính là hai người đại hán dâu quai nón và sử phụ váy đen đã đào tẩu trước đó. Đại hán dâu quai nón không nói gì, xông tới hàn lập, đột nhiên tung ra một quyền công kích hắn. Trên nắm tay gã, bộ quyền giáp bằng bạch cốt nhìn khá dữ tợn đột nhiên bộc phát quang mang, một đạo quyền ảnh hình ác quỷ khổng lồ bắn ra. Hắc quang trong tay sử phụ váy đen lóe lên, xuất hiện thêm một cây lang nha bổng thô to màu đen. Nhoáng một cái đã huyễn hóa ra côn ảnh màu đen trùng trùng điệp điệp, hóa thành một ngọn núi lớn màu đen, đánh về phía Hàn Lập. Một tiếng ầm vang lên giống như bang thiên địa liệt, quyền ảnh hình ác quỷ ầm ầm vỡ vụn ra, ngọn núi lớn màu đen cũng bỗng nhiên lập tức vỡ ra. Thân thể của đại hán dâu quai nón và sử phụ váy đen bỗng nhiên chấn động mạnh, bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ bắn vào vách tường trên đỉnh động. Toàn bộ động quật ù ù rung chuyển, khuôn mặt hai người bọn chúng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước, nhìn qua trận chiến của Hàn Lập cùng cửu ngũ, mặc dù đã biết lực lượng thân thể Hàn Lập không thể coi thường. Nhưng mà, tới lúc giao thủ rồi mới biết, lực lượng thân thể của hắn vượt xa hơn hẳn so với dự liệu của chúng. Thân thể Hàn Lập cũng bị chấn động, lùi về sau hai bước. Lúc này, mới giữ vững thân thể. Giao thập ngũ, ta đến giúp ngươi một tay. Một đạo lam quang bắn ra xuất hiện ở phía sau, lóe lên rồi hiện ra thân ảnh hai người, là lục khôn và hóa thân địa trích của gã không biết đã được gọi ra từ khi nào. Gã khẽ quát một tiếng, há miệng phun ra một ngụm lam quang, chui vào trong hóa thân bên cạnh. Lập tức, hóa thân địa trích lam quang đại thịnh, há miệng phun một phát. Siêu siêu, hai đoàn quang mang thủy lam bắn ra, bên trong chứa đựng vô số phù văn màu xanh lập lòe, đản mát ra thủy pháp tác chấn động mãnh liệt. Chùm sáng thủy lam lóe lên, thình lình mọc ra đầu và tứ chi, hóa thành hai thủy nhân màu lam, phân biệt hướng đại hán dâu quai nón và sử phụ váy đen, nhanh chóng đánh tới. Biến hóa liên tiếp xuất hiện nhìn hơi phức tạp, nhưng thật ra hoàn thành trong nháy mắt. Đại hán dâu quai nón giờ phút này vừa mới ổn định lại thân hình, mắt thấy thủy nhân màu lam bay vụt đến, con ngươi liền co rút lại, lật tay đem quyền giáp trên tay ném ra ngoài, há to miệng phun ra một ngụm tinh huyết, lóe lên hóa thành một cỗ huyết vụ dung nhập vào trong quyền giáp. Trên quyền giáp lập tức hiện ra một tầng huyết sắc, một tiếng nổ to vang lên. Mơ hồ đằng sau, thình lình hóa thành một đầu quỷ huyết hồng giữ tợn to cỡ một tòa lầu các. Hai mắt đang nhắm của đầu quỷ vừa mở, trong mắt đại phóng huyết quang, miệng máu bỗng như nhá to, bắn ra huyết diếm cuồn cuộn đánh tới bóng người màu xanh lam. chương 118, mồi nhử. Bên kia, sử phụ váy đen đối mặt với khí thế to lớn của thủy nhân màu lam, một tay vội vàng thúc giục pháp quyết. Bùm một tiếng, lam nhà bổng màu đen trong tay ả à tỏa ra hắc quang rực rỡ, bên ngoài hiện ra từng đường vân màu máu quanh co. Một ngọn lửa màu đỏ lòng quấn lấy cây bổng, ả à khẽ quát một tiếng, phung bổng về hư không phía thủy nhân màu lam. Lập tức từ không trung truyền ra tiếng nổ đùng đoàng liên miên bất tuyệt. Sau đó, một mảnh bổng ảnh phảng phất như núi cao cực lớn hiện ra một lần nữa. Trên mỗi bổng ảnh đều có ngọn lửa màu đỏ ngòm quấn quanh. Những nơi bổng ảnh đi qua, hư không nổi lên từng vòng rung động vặn vẹo mà mắt thường có thể thấy được, giống như sôi trào. Hai thân ảnh màu lam hầu như cùng lúc va chạm với ngọn lửa màu đỏ lòng cùng bổng ảnh nhưng bên ngoài thân chỉ chấp động ánh sáng màu lam, rồi trực tiếp bị xuyên qua. Có vẻ ngọn lửa và bổng ảnh uy thế kinh người đều không thể mảy may ảnh hưởng đến chúng. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện hình thể hai thủy nhân màu lam so với trước đều rút nhỏ lại một vòng. Tuy nhiên, tốc độ của chúng đột nhiên tăng lên sông đến trước người đại hán dâu quai nón cùng sử phụ váy đen sắc mặt hai tên đại hán dâu quai nón hoảng hốt, đang muốn hành động gì đó nhưng ánh sáng màu lam vô cùng trói mắt từ hai thủy nhân bạo phát ra. Dầm dầm hai tiếng, hai thủy nhân lại vô thanh vô tức bạo liệt ra, hóa thành dòng nước cực lạnh màu lam to lớn như phô thiên cái địa tách ra phân biệt đánh về phía hai tên đại hán dâu quai nón. Âm thanh thanh thúy vang lên, trên người của hai tên này hiện ra một tầng tinh băng màu lam, nhanh chóng lan tràn ra, trong chớp mắt hóa thành hai khối tinh băng màu lam cao mấy trượng đóng băng bọn chúng lại ở bên trong. Tinh băng màu lam này hiển nhiên không tầm thường. Hai tên bị nhốt ở bên trong băng không thể động đậy chút nào, trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ nhưng sau một khắc, bên ngoài thân chúng sáng ngời huyết quang. Tinh băng rắc một tiếng, bắt đầu hiện ra từng vết dạn giống mạng nhện trên bề mặt. Lúc này sắc mặt lục khôn trắng nhợt, ánh sáng màu lam bên ngoài thân của hóa thân địa trích ở bên cạnh gã so với trước kia ảm đạm không ít, hiển nhiên lần thi pháp này tiêu hao không nhỏ. Mắt thấy hai tên đại hán dâu quai nón muốn phá băng ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, có bóng người lóe lên. Thân hình Hàn Lập xuất hiện quỷ dị sau lưng hai tên này. Song quyền hiện ra một tầng vảy vàng như dao long quật đến vù vù, đánh lên người chúng. Oanh oanh, tinh băng màu lam vỡ vụn, thân thể đại hán dâu quai nón cùng sử phụ váy đen ở bên trong cũng theo đó bị chia năm xẻ bảy. Hai nguyên anh từ trong tinh băng vỡ vụn bắn ra, bên ngoài thân đều bao trùm một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt. Thân hình mơ hồ rồi như thuấn di xuất hiện trước cửa cung điện ở trên đảo. Những thanh ti tràn ngập bốn phía không cách nào ảnh hưởng đến hành động của chúng. Hàn Lập muốn xuất thủ ngăn trở nhưng cũng không kịp, bên ngoài thân hai nguyên anh lóe lên huyết quang, muốn bay vào trong cung điện. Nhưng đúng lúc này, đám mây máu nguyên bản bao phủ cung điện bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn một hồi, tiếp theo từ trong đó là hai bàn tay máu to lớn duỗi năm ngón tay ra. Trong lòng bàn tay lưu chuyển huyết quang mà thân hình hai nguyên anh không cách nào nhúc nhích đã bị nắm vào trong bàn tay. Thánh chủ tha mạng, mặt nguyên anh lập tức không còn chút máu đau khổ cầu khẩn hừ một tiếng hừ lạnh như băng đột nhiên từ cung điện trong đảo truyền ra khô khốc khó nghe phảng phất như hai thanh sắt cọ vào nhau ba người hàn lập ở trên đảo nghe thế thì mặt cũng hơi biến sắc trong mắt dao bát hiện lên vẻ kinh ngạc lúc này không nói hai lời thu lại pháp quyết rồi mang theo hóa thân bên cạnh phóng lên trời hạ xuống bên cạnh hai người hàn lập khắp bầu trời thanh ti tản ra sạch thế nhưng những khô lâu màu máu cùng xà nữ cũng không đuổi theo ngược lại thân hình chúng giống như bị hòa tan hóa thành từng đạo huyết quang sền sệt, từ bốn phương tám hướng nhau nhau sáp nhập vào bên trong đám mây máu ở gần cung điện. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn từ trong cung điện chậm rãi đi ra, toàn thân bị một tầng huyết quang bao phủ, chỉ có thể mơ hồ thấy hình dạng ngũ quan. Sau lưng người này, còn lơ lửng hai luồng huyết diễm lớn chừng cái đấu, phát ra âm thanh tí tách. Huyết diễm có chút cổ quái, tầng ngoài cùng là màu huyết hồng, nhưng ở trong lại là một tím một trắng. Hỏa diễm tím trắng ở bên trong hiện ra hai khuôn mặt, chính là tên đại hán lùn áo bảo tím trước kia cùng cửu ngũ. Thánh chủ minh giám, hai người ta nhất thời vô ý để thân thể bị hủy, chỉ cần tìm một thân thể thích hợp là được tiếp tục thuần phục thánh chủ. Mong thánh chủ khai ân, nguyên anh của đại hán dâu quai nón và sử phụ nhìn thấy bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, lần nữa nói to cầu xin. Những năm này các người khổ cực rồi, chuyện kế tiếp, bổn tọa tự mình sẽ xử lý. Công thâu hồng chỉ chậm rãi nói một câu, rồi đơn giản giơ tay lên hai bàn tay máu khổng lồ bóp năm ngón tay lại, lập tức phát ra hai tiếng gào thảm thiết. Sau đó, hai luồng huyết diễm quỷ dị từ trong bàn tay khổng lồ bay ra, bề ngoài ngọn lửa là màu huyết hồng nhưng bên trong lại là một xanh một đen. Bên trong ngọn lửa màu xanh ẩn hiện gương mặt vặn vẹo của đại hán dâu quai nón, còn bên trong ngọn lửa màu đen kia hiện ra sủ phụ váy đen, nhìn cực kỳ tà dị. Hai luồng huyết diễm lóe lên, rồi rơi trước người công thâu hồng. Bốn ngọn lửa tím, trắng, xanh, đen giống như treo ở bốn phía chầm chậm xoay nhìn vô cùng quỷ dị giữa không trung ba người hàn lập nhìn qua màn phát sinh trước mắt không khỏi nhìn nhau một cái đều từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ hoảng sợ bốn tế phẩm trước kia bổn tỏa hết sức hài lòng giờ tăng thêm mấy người các ngươi quy nguyên huyết diễm của bổn tỏa lại có thể tiến thêm một bước đến lúc đó không cần nhốt ở đảo hồng nguyệt này rồi lúc này công thâu hồng mới ngẩng đầu nhìn lên không trung chỗ ba người chậm rãi nói vừa dứt lời trong tay của y thúc dục pháp quyết, bốn ngọn lửa tím, trắng, xanh đen quay chung quanh thân y lóe lên rồi chui vào trong huyết quang ở bên ngoài cơ thể y không thấy bóng dáng. Khí tức trên thân y cũng theo đó không ngừng tăng cao. Công thâu hồng e là sắp đột phá hậu kỳ, như thế thì khó giải quyết. Bên ngoài cơ thể Hàn Lập lóe lên tinh quang, hiện ra một tầng ánh sáng, miệng trầm giọng nói: "Sự tình bây giờ chỉ có thể huyết chiến." Lục Khôn nói, rồi lật tay một cái, trong tay có một bình ngọc màu tím. Gã đổ ra một viên đan dược màu tím lớn chừng ngón tay cái, không chút nghĩ ngợi ngửa đầu nuốt vào. Đồng thời hóa thân địa trích bên người gã giơ tay lên. Một mảng thủy quang lớn cuốn ra, hóa thành từng vòng thủy quang bảo hộ bao thủ toàn thân Lục Khôn từ trên xuống dưới vào bên trong. Dao Bát cũng không nhàn rỗi, liên tiếp sử dụng vài kiện bảo vật bắn ra linh quang bốn phía che kín toàn thân. "Tốt, các ngươi lên đi." Trên thân công thâu hồng cuồn cuộn huyết quang, chỉ một lát sau liền dần dần bình thường. Y thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi nâng hai tay lên, lòng bàn tay hiện ra hai luồng huyết quang trói mắt Ngay tại thời điểm y sắp ra tay, đột nhiên xảy ra dị biến Chỉ thấy hư không sau lưng y chấn động, đồng thời, một bàn tay được ngọn lửa bao phủ xuất hiện Nó từ phía sau lưng đâm vào thân thể y, bục một tiếng rồi xuyên qua trước ngực y Giữa không chung, ba người hàn lập thấy thế, rất vui mừng Từ bàn tay này hiện lên khí thức thì đúng là của Giao Tam đã biến mất rất lâu huyết quang bên ngoài thân công thâu hồng run lên, một tiếng bùm nổ ra, hóa thành bảy tám đạo huyết quang bắn ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, những huyết quang này trong hư không bên ngoài hơn trăm trượng một lần nữa hội tụ, lóe lên ngưng tụ thành hình người, bất quá quang mang bên ngoài thân mở đi vài phần. Bàn tay được ngọn lửa bao phủ cùng cánh tay phía sau lóe lên ánh lửa, thân hình giao tam hiện ra. Giờ phút này, toàn thân gã được ngọn lửa màu đỏ bao khỏa, thân hình gã thoát một cái liền hóa thành một ánh lửa sáng lạn bay vụt đi, đánh về phía công thâu hồng. ầm ầm, ngọn lửa quanh người giao tam đột nhiên bùng lên dữ dội, một ngọn lửa vừa thô vừa to phóng ra, lóe lên hóa thành một hỏa dao sáng người rực rỡ, há to miệng đớp lấy bóng người màu đỏ lòm. Một cỗ chấn động pháp tắc từ trong hỏa dao tràn ngập, bạo ngược lan ra. Những nơi nó đi qua, huyết vụ nhàn nhạt xung quanh đều bị bốc hơi, biến mất. Hư, hỏa pháp tắc, bóng người màu đỏ lòm hô lạnh một tiếng hai bàn tay huyết quang trước người hợp lại một tiếng phần phật một con huyết diễm hỏa mãnh từ giữa hai bàn tay huyết quang phi ra nghênh đón hỏa dao ầm một tiếng nổ mạnh cả hai con vật cuồn cuộn cắn xé rồi cùng bạo liệt hóa thành từng đoàn ánh lửa chói mắt thừa cơ thân hình dao tam mơ hồ xuất hiện ở đỉnh đầu công thâu hồng trong tay gã chẳng biết lúc nào đã cầm một thanh đại kiếm toàn thân đỏ ngầu mặt ngoài khắc hoa văn hình rồng tản mát ra linh áp kinh khủng rõ ràng là một kiện huyền thiên chi bảo chỉ thấy cánh tay gã rung lên, đại kiếm màu đỏ đột nhiên mơ hồ chém xuống. Hơn 10 đạo ánh sáng hỏa diễm kiếm gào thét phóng ra, thuấn di hội tụ đến một chỗ, hóa thành một đạo ánh sáng hỏa diễm kiếm khổng lồ, dài trăm trượng nhằm đầu công thâu hồng chém xuống. Hai tay công thâu hồng lóe lên huyết quang, lăng không hiện ra hai móng vuốt huyết hồng vung lên. Suy suy tiếng nổ lớn, 10 đạo chảo mang huyết hồng hình bán nguyệt bắn ra, đụng vào kiếm quang khổng lồ, liền phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa kiếm quang cùng chảo mang đồng thời vỡ vụn chỗ giao tam đã mất tích từ lâu vừa hiện thân liền kịch chiến cùng công thâu hồng nhất thời tất cả chỗ quang mang đan chéo va chạm nhau liền phát ra liên tiếp tiếng nổ to dẫn tới hư không phụ cận kịch liệt chấn động cả hang động dưới đất cũng theo đó sáng ngời không ngừng chỉ sợ giao tam từ khi vừa mới bắt đầu liền tính toán dùng mấy người chúng ta đi trước làm mồi dẫn dụ công thâu hồng hiện thân lục khôn nhìn lên không trung có chút cười khổ nói ra phô thường minh vốn là hiện thực như vậy muốn có được cái người khác không có được thì nhất định phải tùy thời bất chấp hy sinh. Thanh âm giao bát cũng có chút ảm đạm, hai vị đạo hiếu, bây giờ nói những điều này không còn tác dụng gì nữa. Chỉ có trợ giúp giao tam mau chóng tiêu diệt công thâu hồng, mới có một chút hy vọng sống. Hàn lập nhìn hai người, nói, lục khôn với giao bát nghe vậy, im lặng, rồi nhẹ gật đầu. Lúc này ba người định kế, rồi cùng hai cỗ hóa thân địa trích vào tới chỗ giao tam đang giao chiến. Hư! đúng là lũ con sâu cái kiến mà cũng dám lỗ máng công thâu hồng cũng không thèm liếc nhìn mấy người kia chỉ vung tay về phía bọn họ hô một cỗ gió tanh mãnh liệt đập vào mặt đám mây máu nguyên bản bao trùm phía trên cung điện đột nhiên tuôn trào ra một vùng huyết vụ to lớn giữa hư không biến thành máu hoàn toàn mờ mịt bao phủ ba người hàn lập cùng hai cỗ hóa thân địa trích vào bên trong hàn lập chỉ cảm thấy chung quanh nồng đậm mùi tanh có chút hôn mê nhưng chợt một cỗ ý mát lạnh ở trong đầu hiện lên thần trí lập tức khôi phục lại bình thường. Hai mắt hắn chấp động ánh sáng màu lam, đang định từ trong xương mù máu rời đi thì nghe thấy từ cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm. Hắn vội vàng nhìn về phía tiếng kêu, đã thấy cố hóa thân địa trích của lục khôn bị mãnh liệt đập xuống mặt đất phía dưới. Sau lưng nó còn có một đạo ảnh tử đang bay nhanh đuổi theo. Thân ảnh kia thực sự không phải là lục khôn, mà là một quái nhân toàn thân trần trụi màu máu. Thân hình tên này không khác người thường nhưng mặt mày thì hoàn toàn mơ hồ, căn bản không thấy mũi miệng và các khí quan, chỉ có đôi mắt tản ra ánh sáng đỏ thắm. chương 119, Hồng Nguyệt, Hàn Lập thấy vậy, thân hình nhoáng một cái, nhanh chóng thoát khỏi huyết vụ, phóng xuống mặt đất. Khi mũi chân sắp tiếp xúc mặt đất, lập tức trong mắt hắn đột nhiên lóe lên hàn quang, giơ cánh tay lên đánh một quyền đến một chỗ huyết vụ trên không trung. Chỉ thấy một bóng người huyết hồng từ trong huyết vụ lóe lên phóng ra. Một cánh tay thỏ ra, xòe năm ngón tay chụp xuống đỉnh đầu Hàn Lập năm đạo nhuệ khí màu máu từ đầu ngón tay phóng ra, vừa vặn va chạm cùng quyền ảnh của Hàn Lập. Dầm một tiếng vang rất lớn, chúng vừa mới tiếp xúc, liền run lên, rồi nhao nhao tán loạn. Cánh tay của quái nhân màu máu ầm ầm bạo liệt, thân ảnh nó chịu lực phản chấn của một cỗ man lực bay ngược trở lại, rồi một lần nữa biến mất trong huyết vụ. Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái, khó khăn lắm đứng vững vàng. Cách đó không xa trong huyết vụ bỗng nhiên truyền đến liên tiếp âm thanh hú gọi ầm ĩ chỉ thấy từ chỗ thanh âm truyền đến phát ra vô số phong nhận màu xanh quét ra bốn phương tám hướng tất cả vùng huyết vụ lớn thành những mảnh nhỏ, hình thành một mảng không gian trống rỗng. Giao bát cùng hóa thân của gã đang quần chiến với một quái nhân màu máu. Tuy nhiên, bên ngoài thân thể hóa thân của gã đã đầy vết thương trồng chất, tựa hồ chịu thiệt thòi không ít. Mà hóa thân lục khôn rơi xuống đất lúc nãy đã trở lại, cùng không biết từ đâu xuất hiện cùng một chỗ với bản thể lục khôn chiến đấu với một quái vật màu máu khác. Nhưng vào lúc này, Giữa không trung cuồn cuộn huyết vụ, quái vật màu máu bị Hàn Lập đánh bay khi nãy một lần nữa phi thân ra, chẳng qua là cánh tay lúc trước của nó bị đánh tan thì giờ cũng đã hoàn hảo, không tổn hao gì. Nó vừa mới hiện thân, liền một lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh bắn nhanh về phía Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập không lùi mà tiến tới nghênh đón, một lần nữa đánh liên tiếp mấy quyền đến thân thể đối phương, phá thành những mảnh nhỏ bắn ra ngoài. Nhưng mà miệng vết thương của quái vật màu máu này lại nhanh chóng nổi lên từng sợi chỉ đỏ màu máu lôi kéo lẫn nhau dung hợp ở một chỗ, cuồn cuộn huyết vụ quanh vết thương một hồi, lại khôi phục như lúc ban đầu. Trước sau bất quá mấy hơi thở, một con quái vật màu máu hoàn hảo, không tổn hao gì lần nữa lao đến Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, lông mày không khỏi có chút nhân lại. Con quái vật màu máu này cùng thủy cự nhân lúc trước lục khôn triệu hoán như cùng chủng loại, có vài phần tương tự. Thực tế nó ở chỗ này chiếm cứ thiên thời địa lợi, căn bản không sợ loại công kích dựa vào sức mạnh phổ thông, hầu như đạt đến trình độ bất tử bất diệt cứ như thế tiếp tục rằng co, mặc dù hắn còn có thể chống đỡ nhưng hai người lục khôn cùng giao bát đã bị trọng thương, sợ là căn bản không kiên trì được bao lâu. Cùng lúc đó, giữa không trung vang lên tiếng hổ gầm bên tai không dứt. Công thâu hồng có huyết khí lượn lờ quanh thân, cùng sáu đầu huyết phụ biến thành cự hổ lượn vòng trước người, say xưa kịch chiến với giao tam. Có lẽ bởi vì nguyên nhân còn phải điều khiển đồng thời cả ba con quái vật màu máu, giờ phút này huyết quang quanh thân y lộ ra có chút ảm đạm. Khi giao tam cầm đại kiếm đỏ thấm công kích đến, những vụ hổ màu máu mệt mỏi ứng phó, lại mơ hồ cảm giác có chút yếu thế hơn. Ngươi đúng là hóa thân ly thể rồi, đi chết đi, giao tam cười lạnh một tiếng, khí tức trên người bỗng nhiên điên cuồng tăng lên gấp mấy lần, thoáng một cái trở nên có chút cuồng bạo. Chỉ thấy bên ngoài toàn thân gã đỏ thấm, tỏa sáng hào quang, rồi nhanh chóng hiện ra từng cái lân phiến đỏ thấm. Chán gã cũng mọc ra hai cái sừng rồng vừa thô vừa to. Trong miệng lộ ra răng nanh, toàn thân gã lập tức biến thành hình dạng nửa người nửa dao, hai cánh tay trở nên vô cùng trắng kiện. Đồng thời, đại kiếm màu đỏ trong tay gã tuôn ra phù văn, lưu chuyển bất định khiến toàn bộ thiên địa nguyên khí trong động quật dưới mặt đất điên cuồng nổi lên sóng gió. Vô số quang điểm lăng không hiện lên, giống như thủy triều tràn vào trong kiếm, sau đó hai tay gã nắm chặt kiếm hung hăng chém công thâu hồng. Một tiếng nổ đùng trong hư không, một đạo kiếm quang hình cung dài gần trăm trượng lóe lên bổ đến mặt ngoài phát ra một vầng sáng đỏ thấm hoa mỹ, một tia hỏa diễm pháp tác lực vô cùng táo bạo từ đó mơ hồ phóng ra. Những nơi nó đi qua để lại một sợi dây nhỏ đỏ rực, hư không cung quanh đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Công thâu hồng thấy vậy, vội vàng bắn ngược về sau, đồng thời hai tay giơ lên. Hai cái phi chảo màu máu rời tay y bắn ra, lập tức đón gió phát triển đến tầm hơn 10 trượng, phát ra hào quang chói mắt giao nhau ngăn trước người y. Đồng thời, sáu đầu vụ hổ màu máu trước người cũng nhao nhao bay ra trong miệng chúng phun ra từng cột sáng màu máu sáng long lanh, sền sệt lao như tốc độ ánh sáng nghênh đón sợi dây nhỏ đỏ thấm. Một tiếng vang nhỏ, sợi dây nhỏ đỏ rực đơn giản chặt đứt hai cái phi chảo, rồi đụng vào cột sáng màu máu. Một hồi tinh 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 giòn vang, những cột sáng kia nhao nhao bạo liệt, hóa thành mảng lớn huyết vụ, mà sáu đầu vụ hổ màu máu cũng bị quang hà màu đỏ trong kiếm quang quét qua mà diệt. Sợi dây nhỏ đỏ rực mơ hồ một cái, sau một khắc phảng phất như thuấn di xuất hiện ở trước người công thâu hồng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài thân công thâu hồng hiện ra một tầng tinh quang màu máu, hóa thành một cái áo giáp óng ánh, sáng long lanh. Nhưng mà sợi dây nhỏ đỏ rực rễ xé rách áo giáp óng ánh ở bên ngoài thân dễ như trở bàn tay, rồi tiếp tục chém vào trong cơ thể y. Oanh long long, ngọn lửa màu đỏ đột nhiên bộc phát chói mắt, xen lẫn pháp tác trùng trùng điệp điệp chấn động, lập tức bao phủ công thâu hồng. Hư không xung quanh trong vòng phạm vi mấy trăm trượng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, tựa hồ cũng bị thiêu đốt. Mà sau một kiếm này chém ra, khí tức trên người giao tam cũng thoáng một cái suy giảm tới năm sáu thành. veo một đạo huyết ảnh mơ hồ không rõ bỗng nhiên từ trong ngọn lửa cuồn cuộn bắn ra, nhoáng một cái xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Huyết quang quanh người tiêu tán, lộ ra một tên nam tử trung niên cao gầy, ước chừng 40 tuổi cao gầy, có mái tóc khô vàng, dung mạo tiều tụy, toàn thân hầu như chỉ là da bọc xương, chỉ có đôi mắt tán phát ra từng trận huyết quang. Khí tức trên người y lộ ra vài phần hỗn loạn một bên cánh tay trái bị đứt đến sát vô nhưng quỷ dị là miệng vết thương không có một giọt máu tươi nào chảy ra hư thuật thế mạng sao tam thấy vậy cười lạnh một tiếng đại kiếm màu đỏ trong tay lần nữa hiện ra chấn động pháp tắc đáng sợ chảm về phía đối phương ầm ầm lại là một đạo kiếm quang hùng vĩ bắn ra pháp tắc chấn động cùng một chỗ kiếm quang lần nữa lóe lên hóa thành một đạo tinh ti đỏ rực giống như sợi dây nhỏ dùng tốc độ nhanh như điện chớp phóng thẳng đến công thâu hồng nhưng lần này Công thâu hồng không hề né tránh, cũng không ra tay ngăn cản, ngược lại khóe miệng còn nổi lên một tia cười quỷ quyệt. Vào thời khắc này, một tiếng ầm vang nổ mạnh phía dưới mặt hồ. Một đạo cột sáng màu máu vừa thô vừa to từ trong huyết hồ dâng lên, trong khoảnh khắc chắn giữa sợi dây nhỏ đỏ rực và công thâu hồng. Sợi dây nhỏ đỏ rực chạm vào bên trên cột sáng huyết hồng, phát ra âm thanh nổ đùng đùng. Cột sáng màu máu kịch liệt run rẩy, tựa hồ như lập tức nứt vỡ ra, nhưng mà trong huyết hồ hiện ra từng đạo huyết quang, ùn ùn rót vào bên trong cột sáng khiến cho cột sáng miễn cưỡng ổn định lại gắt gao ngăn lại sợi dây nhỏ đỏ rực sợi dây nhỏ đỏ rực nhanh chóng ảm đạm hào quang mấy hơi thở sau rút cuộc phịch một tiếng tiêu tán vô tung dao tam thấy vậy đồng tử có chút co rụt hiển nhiên có chút không tin nổi một màn vừa phát sinh trước mắt thời gian không sai biệt lắm công thâu hồng cười nhẹ một tiếng cánh tay phải hoàn hảo nhấc lên trong miệng truyền ra âm thanh chú ngữ tối nghĩa khó hiểu giao dao một tiếng từ dưới huyết hồ lần nữa dâng lên rồi một đạo huyết trụ đinh ốc vừa thô vừa to ở giữa không trung cuốn ngược xuống hóa thành một tầng mây máu sền sệt dung nhập vào thân thể y khí tức trên người y nhanh chóng khôi phục chỗ cánh tay trái đứt gãy hiện ra từng tiêu huyết hồng nhanh chóng quẩn quanh trong nháy mắt mọc ra một cánh tay hoàn toàn mới tiếp theo một màn càng kinh người xuất hiện huyết hồ kịch liệt cuồn cuộn một đạo tiếp một đạo cột sáng màu máu vừa thô vừa to hiện ra chừng gần trăm đạo liên tiếp đan sen hình thành một trận pháp vô cùng to lớn. Huyết quang trói mắt lập tức tràn ngập toàn bộ động quật, mùi vị máu tanh trong không khí nồng nặc hơn gấp 10 lần, đồng thời một cỗ lực lượng pháp tắc quỷ dị bao trùm toàn bộ động quật. Thình thình thình, đang quần chiến cùng quái vật màu máu, Hàn Lập chỉ cảm thấy trái tim lần nữa kịch liệt nhảy nhót, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, chảy ngược về hướng trái tim. Động tác của hắn lập tức chậm lại, tuy nhiên thân hình hắn chỉ nhoáng một cái, rồi lần nữa ổn định nhưng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bên kia, Lục Khôn cùng Giao Bát cũng bị ảnh hưởng do huyết pháp tác đột nhiên xuất hiện. Trong nội tâm bọn họ dùng mình, cảm giác có chút luống cuống tay chân nhưng cũng may hai người phản ứng thần tốc, lại được hóa thân địa trích hỗ trợ, cũng không bị đối thủ thời cơ lợi dụng được nhiều. Chẳng qua là giờ phút này mặt ngoài hóa thân hai người hào quang ảm đạm, hiển nhiên là tín niệm lực tích góp từng chút một đã không còn đủ, mà nơi đây lại cách tương đối xa hòn đảo của họ nên không cách nào kịp thời bổ sung. Giữa không trung, sao Tam đang định bay ra thì thân hình dừng lại trên mặt gã nổi lên một tầng huyết sắc, hiển nhiên huyết pháp tắc cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới gã. Nhưng hai tay trước người gã bấm niệm pháp quyết một chút, rồi hít sâu một hơi khiến sắc mặt gã liền nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Tuy nhiên ở chỗ sâu trong đáy mắt gã lại hiện lên một tia kinh hãi. Không gian ngay dưới mặt đất đồng thời phát sinh dị biến. Trên mặt đất của tòa thành Hồng Nguyệt ở Khôn Châu cũng ù ù rung động, giống như động đất bình thường. Một dòng sông dài hẹp kéo dài từ ngoài thành vào trong thành chẳng biết từ lúc nào không ngờ lại hiện ra màu đỏ máu, phảng phất là máu tươi chảy trong đó. Trong thành, giờ phút này cư dân vẫn đang trong lễ triều thánh thấy tình hình này, mặt nhao nhao lộ vẻ vẻ kinh hoàng, không biết xảy ra chuyện gì. Không chờ đến lúc bọn họ hết khiếp sợ, âm thanh rào rào lập tức liên tiếp truyền đến. Gần trăm đạo cột sáng màu máu đột nhiên từ xung quanh thành huyết nguyệt dâng lên, bao phủ toàn bộ thành trì, hình thành một màn sáng to lớn màu máu một bầu không khí đầy mùi máu tanh bao phủ toàn bộ thành trì. Đây là chuyện gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không riêng gì dân chúng bình thường, giờ phút này sắc mặt những tên tu sĩ cao dai mặc áo lam huyết nguyệt cũng nhao nhao đại biến, mờ mịt không biết làm sao. Bên trên màn sáng màu máu lóe lên, hiện ra vô số đồ án hình con mắt, lớn nhỏ không đều, cũng nhao nhao nháy động. View view view, vô số huyết quang từ trong đó bắn ra, lao xuống thành, như một cơn mưa máu đang rơi huyết quang rơi vào đám người trong thành khiến toàn thân họ trở thành đỏ máu, tiếp theo thân thể phồng lên, một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, cứ như vậy nhao nhao nổ tung. Chỉ một lát sau, nguyên bản trong thành huyết nguyệt đông lúc này đã không có nổi một vật còn sống. Máu tươi chảy tràn trên mặt đất trong thành nhưng rất nhanh biến mất, nhập vào lòng đất, tựa hồ như bị hút vào. Mà ở Nhạc Châu, Thanh Châu phụ cận Khôn Châu và các châu khác, trong thành Hồng Nguyệt giờ phút này thình lình cũng hoàn toàn giống nhau toàn bộ các thành chỉ bị các màn sáng màu máu to lớn bao phủ trong thời gian ngắn ngủi tất cả sinh linh trong thành đều nổ tung hóa thành từng cỗ máu tươi nhập vào lòng đất nếu giờ phút này từ trên không trung đảo hồng nguyệt đảo quan sát thì sẽ phát hiện cảnh tượng quỷ dị như vậy xảy ra ở khắp đảo toàn bộ các dòng sông chủ yếu của đảo hồng nguyệt hiện nay đều biến thành màu đỏ như máu răng khắp nơi đan lẫn nhau nhưng cuối cùng đều chỉ chảy tới chính giữa tòa thành hồng nguyệt ở khôn châu Giờ phút này, đảo Hồng Nguyệt giống như một vầng Hồng Nguyệt màu đen trên mặt biển. mươi 120, huyết chiến với đảo chủ. Trong động quật dưới đất, bốn phía vách núi đá chẳng biết lúc nào đã xuất hiện 10 cái cửa hang đen xì. Từng dòng máu từ cửa hang không ngừng tuôn ra liên tục như thác lũ, dầm dầm tụ hợp vào trong huyết hồ phía dưới, khiến cho huyết thủy trong hồ xoay tròn không ngớt. Giữa không trung trận pháp to lớn do cột sáng màu máu tạo thành đang vận hành. Tiếng nổ lớn ầm ầm vô số ngọn lửa từ khắp nơi trong trận pháp nổi lên cháy hừng hực từng tia từng tia lực lượng pháp tắc từ đó tràn ngập ra khiến cho thiên địa nguyên khí phụ cận sôi trào lực lượng pháp tắc tràn ngập không gian phảng phất như được uống thuốc đại bổ trong nháy mắt tăng lên mấy lần không dứt mặt dao bát cùng lục khôn tái nhợt đồng thời phun ra một ngụm máu tươi thân thể chấn động khẽ lảo đảo đi về sau khí tức trên thân cũng nhanh chóng trở nên uể oải chỉ trong tích tắc hai vệt máu lóe lên tách thành hai hướng phóng đến hai người chính là hai con quái vật màu máu đã giao phong cùng hai người trước đó. Trong lòng giao bát run sợ, há miệng phun ra một luồng gió lớn màu xanh mờ ảo, hóa thành một phong nhận hình lưỡi liềm. Nó lóe lên, rồi biến mất, chỉ để lại một vệt trắng lớn trong không trung từ đó truyền ra từng đợt không gian chấn động mãnh liệt. Quái vật kia không hề tránh né nên bị phong nhận lưỡi liềm chém chính giữa, chia thành hai nửa. Hai nửa thân thể của nó không hề giảm tốc độ mà hóa thành hai luồng máu đỏ vọt thẳng đến trước người giao bát, xuyên qua thân thể gã ra sau lưng rồi lần nữa hợp lại thành con quái vật màu máu. Trong tay nó nắm một tiểu nhân cao mấy tấc, thân sắc huệ hoài. Chính là nguyên anh của giao bát, con quái vật màu máu kia nhe răng cười một tiếng khắc khắc, không nói hai lời há miệng ra, nuốt luôn nguyên anh đang cầm trong tay nuốt. Cùng lúc đó, khi hạ xuống, lục khôn chỉ cảm thấy pháp lực thể nội không hiểu sao ngưng trệ mất linh, nhịp tim như trùng xuống. Mắt thấy con quái vật màu máu nhanh chóng tới gần, có tránh cũng không thể tránh kịp, gã chợt cắn răng một cái, tâm niệm thúc dục Hóa thân địa trích của gã ở khoảng cách không xa bỗng nhiên tách rời đầu lâu ra khỏi thân thể. Tiếp đó, thân thể hóa thân rực rỡ lam quang, ẩm vang vỡ ra. Một vòng xoáy hơi nước màu lam điên cuồng xoay tròn, truyền ra một cỗ hấp lực to lớn khiến cho thân hình quái vật màu máu kia trì trệ, tốc độ giảm mạnh. Còn đầu lâu hóa thân của gã lại hóa thành một đạo lam quang, bay đến chỗ lục khôn. Nó cũng mang theo một cỗ xung lực kéo theo lục khôn cấp tốc lao xuống, phù phù một tiếng, rồi chui vào trong huyết thủy, không thấy bóng dáng. Lúc giao bát cùng lục khôn không chịu nổi ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc mà thất bại, thì tại một chiến trường khác âm thanh không ngừng vang lên. Hai đạo nhân ảnh đan xen vào nhau, chính là Hàn Lập cùng con quái vật màu máu thứ ba. Sắc mặt Hàn Lập mặc dù có chút ửng hồng nhưng hành động tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Giữa không chung, công thâu hồng thấy cảnh đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không dễ nhận thấy. Nhưng vào lúc này, một tiếng giết truyền đến, tiếp đó một đạo kiếm mang như sợi dây nhỏ đỏ rực cuồn cuộn bay tới tản mát ra chấn động pháp tác đáng sợ khiến cho hư không rung động ầm ầm công thâu hồng cười lạnh một tiếng vung ống tay áo lên từng đạo huyết quang từ trong cột sáng xung quanh bay vụt đến cùng với ngọn lửa màu máu dâng lên từ trong huyết hồ phía dưới đan sen lẫn nhau rồi dung hợp trong nháy mắt ngưng tụ thành màn sáng màu đỏ mười mấy tầng rất dày ngăn trước người y oanh kiếm mang đỏ lửa chả một vệt trên màn sáng màu đỏ phập một tiếng, kiếm mang một đường đánh màn sáng vỡ ra. Trong âm thanh xoẹt giòn vang lên, màn sáng màu đỏ bị xé rách một tầng lại một tầng. Kiếm mang đỏ rực cũng theo đó không ngừng thu nhỏ, ảm đạm dần. Cuối cùng khi chém hết tầng màn sáng màu đỏ thứ 9, kiếm mang ảm đạm đến cực hạn, lấp lóe mấy lần, rồi tán loạn biến mất. Cách đó không xa, tay giao tam lần nữa nâng đại kiếm màu đỏ quá đỉnh đầu, một cỗ khí tức hỏa pháp tắc cực nóng từ trên thân gã tỏa ra, ngăn cách gã với huyết quang xung quanh bên ngoài lại không chờ kiếm chém xuống, dị biến chợt hiện, ầm ầm, toàn thân những cột sáng màu máu xung quanh đột nhiên lóe lên, tiếp đó nhao nhao một cái mơ hồ. Trong chớp mắt, gần trăm đạo cột máu hình thành một cái lồng giam cực lớn màu máu, bao phủ dao tam vào bên trong. Giao tam mặc dù kinh hãi nhưng chưa loạn, ánh lửa trên thân vẫn sáng lên, đại kiếm đỏ rực trong tay mơ hồ một cái, hóa thành một đóa hỏa liên nở rộ, rung lên phun ra bốn phía mấy đạo kiếm ảnh dài hơn thước, răng khắp nơi, chém lên lồng giam màu máu quang mang lồng giam điên cuồng nhấp nháy từng cột máu không ngừng bị chém nứt nhưng từ cột máu xung quanh lại phun ra huyết thủy sền sệt cuốn tới trong khoảnh khắc lại lấp đầy như lúc ban đầu trong mắt công thâu hồng lóe lên vẻ mỉa mai miệng lẩm nhầm lần nữa phất tay bấm niệm pháp quyết huyết hồ phía dưới quay cuồng phun trào sau đó lại lần nữa dâng lên từng cột máu to lớn ngọn lửa màu máu ở mặt ngoài thiêu đốt lên hừng hực phảng phất như những cái xúc tu quấn quanh lồng giam to lớn màu máu mực nước của huyết hồ nhanh chóng hạ xuống Mặc dù có huyết thủy từ bốn phía không ngừng tràn vào bổ sung nhưng trong nháy mắt cơ hồ vẫn thấy đáy. Mà trên lồng da màu máu bị một tầng huyết diễm rất dày bao phủ, cháy hừng hực, lại biến thành một cái đỉnh lô màu máu, bắt đầu chậm chậm xoay. Trong đỉnh lô màu máu, giao tam ngồi xếp bằng, hai mắt lần nữa trở nên có chút ửng hồng, máu trong cơ thể sôi trào, phảng phất như bị thiêu đốt. Huyết diễm xung quanh quay cuồng, truyền ra trận trận nhiệt lực kỳ dị, không thể nói rõ bao phủ toàn thân gã, thẩm thấu vào trong máu thịt tựa như muốn luyện hóa huyết nhục toàn thân gã. Giao tam khẽ quát một tiếng, hai tay mười ngón trước người biến hóa một trận như bánh xe. Ngọn lửa bên ngoài thân gã cuộn lên từng đợt, nhảy múa xoay quanh, dựng lên thành một không gian hỏa diễm cao vài trường. Màu đỏ trên mặt giao tam hơi giảm, nhưng gã vẫn không thể ngăn cách hoàn toàn với huyết pháp tắc từ bên ngoài xâm nhập. Hắc hắc, bản tỏa sẽ luyện hóa ngươi từng chút một. Xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Ở bên ngoài đỉnh lô màu máu, công thâu hồng cười lạnh một tiếng, tay kết động pháp huyết không ngừng, ánh mắt nhất thời lại chuyển hướng nhìn về phía Hàn Lập ở dưới. Thời khắc này trong hư không tràn ngập ảnh hưởng của lực lượng huyết pháp tắc, Hàn Lập vẫn có thể bảo trì ánh mắt thanh minh, giao thủ cùng quái vật màu máu mà không chút nào rơi xuống hạ phong. Công thâu hồng nhướng mày, tâm niệm chợt động, viu viu, hai con quái vật màu máu khác bỗng nhiên hóa thành đạo huyết ảnh, bay tới chỗ Hàn Lập. Đồng thời quái vật màu máu đang giao thủ cùng Hàn Lập lại xoay người, bay về phía sau. Hàn Lập thấy vậy bay ngược về sau một khoảng cách, ánh mắt nhanh chóng quét đến chỗ công thâu hồng ở bên trên. Sau đó hắn một lần nữa nhìn đến phía trước, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Vượt quá dự liệu của hắn, hai con quái vật màu máu kia không có phát động công kích, mà là cùng con quái vật màu máu bay ngược lao vào nhau. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, thân thể ba con quái vật màu giống như huyết thủy, có thể lẫn với nhau hòa thành một thể, biến thành một nam tử cao gầy, toàn thân huyết hồng, ngũ quan nghiễm nhiên không khác công thâu hồng chút nào. Oanh! huyết quang trói mắt từ trên thân y tản ra, từng vòng từng vòng hướng phía xung quanh khuếch tán, tản ra khí thức cường đại. Thì ra đây là hóa thân địa trích của công thâu hồng. Khóe mắt hàn lập dương lên một cái, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Hóa thân công thâu hồng điên cuồng gào thét, tiếp đó bên ngoài thân chấp động huyết quang. Đại lượng huyết dịch từ bên ngoài thân y phun ra, trong nháy mắt sen lẫn trước người y, rồi ngưng tụ lại, hóa thành một huyết cầu to bằng vại nước. Huyết cầu mang theo trận trận gió tanh bắn thẳng đến chỗ Hàn Lập với tốc độ nhanh như điện chấp. ầm! Um, Hàn Lập vừa nhấc một cánh tay lên, một nắm đấm phủ đầy kim lân ánh vàng rực rỡ va chạm cùng huyết cầu, phát ra một tiếng trầm đục to lớn. Hư không phụ cận bỗng nhiên rung lắc, nổi lên từng vòng gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Phốc phốc một tiếng, huyết cầu quay tít một vòng ầm vang vỡ ra, hóa thành mảng huyết vụ lớn, một luồng lực lượng pháp tắc mãnh liệt tràn ra. Con người Hàn Lập co rụt, thầm kêu một tiếng không ổn hắn liền nhún vai một cái, bắn ngược về sau. Nhưng có vẻ đã muộn, siêu siêu siêu, huyết vụ kịch liệt rơi xuống, hóa thành mười mấy sợi xiềng xích màu máu, giống như thuấn di, cuốn một cái, liền quấn quanh thân thể tứ chi hàn lập gắt gao trói buộc ngay tại chỗ. Bên ngoài thân hàn lập đã sớm bao trùm lân phiến li ti màu vàng, song quyền nắm chặt muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng giấy rụa càng kịch liệt thì những sợi xích màu máu này càng bóp chặt. Siêng xích cùng kim lân bên ngoài thân hắn ma sát với nhau phát ra liên tiếp âm thanh két két hóa thân công thâu hồng cười hắc hắc một tiếng, hai tay thúc giục pháp quyết. Huyết thủy từ bốn phía trong động tuôn ra, rồi phân ra, một nửa cuồn cuộn bay tới chỗ hàn lập, cũng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ có đường kính gần trăm trượng, bao phủ thân hình hàn lập vào trong đó. Nhưng ngay sau một khắc, g chấm aio một tiếng gầm từ trong vòng xoáy vang lên. Chỉ thấy hai cánh tay vô cùng tráng kiện màu vàng óng bỗng nhiên từ trong vòng xoáy nhô ra, năm ngón tay tạo thành móc câu hung hăng chảo vào hai bên vòng bành một tiếng vang thật lớn vòng xoáy màu máu kia lại ầm vang vỡ vụn ra hóa thành vô số huyết lưu bắn lung tung ra bốn phương tám hướng tiếp đó một bóng người vàng óng cao mấy chục trượng nhảy ra chính là sơn nhạc cự viên do hàn lập hóa thành vài chỗ trên cánh tay cùng ngực bụng của hắn chảy máu đầm đìa cự viên vừa mới hiện thân bỗng nhiên nhấc một cánh tay lên năm ngón tay nắm một cái rồi mở ra hiện ra một ngọn lửa màu bạc phần phật trong lòng bàn tay tiếp theo nhanh chóng kéo dài hóa thành một cây mâu lớn màu bạc dài hơn 10 trường. Hóa thân công thâu hồng lúc đầu khẽ giật mình nhưng rồi y vẫy tay một cái, mảng huyết diễm lớn trong huyết hồ phía dưới lao vùn vụt tới, hóa thành một huyết diễm hỏa luân có đường kính chừng 10 trượng trước người. Một tiếng hú gọi bén nhọn vang lên, cây mâu lớn màu bạc từ trong tay cử viên bắn ra, phía trên bừng bừng lửa bạc, mang theo một cỗ khí thế cường hãn đốt xiết vạn vật mau chóng lao tới hóa thân công thâu hồng. Cơ hồ cùng một thời gian, huyết diễm hỏa luân cũng hô hô luân chuyển, như vầng mặt trời màu máu, vùn vụt bay ra ầm ầm một tiếng vang rất lớn huyết diễm hỏa luôn lập tức vỡ tan chỉ thấy mảng huyết diễm lớn bị sen lẫn từng tia lửa bạc bay tứ tán hóa thành một luồng sóng khí nóng rực vô cùng cuồng bạo cuốn ra tám phương làm toàn bộ động quật chấn động không thôi toàn bộ huyết hồ dậy sóng ngập trời mà thế lao đi của thanh cự mâu màu bạc kia không hề giảm ngược lại từ chỗ mà trùng kích vào cơn sóng khí càng kịch liệt bắn nhanh hơn tới hóa thân công thâu hồng cơ hồ chỉ trong nháy máy trực tiếp xuyên qua lồng ngực của y Công thâu hồng gọi ra hóa thân để đối phó hàn lập, rồi về sau toàn lực thôi động lên đỉnh lua màu máu, muốn mau chóng luyện hóa giao tam. Lúc này thân thể y lại đột nhiên chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không, y cúi đầu xuống, ánh mắt quét qua xuống dưới, lập tức há miệng gầm thét. Chỉ thấy cây mâu lớn màu bạc cắm ở lồng ngực hóa thân công thâu hồng bỗng nhiên hóa thành một ngọn lửa màu bạc trói mắt, nuốt sống hóa thân của y vào. chương 121 tiến cử, ngay lúc hóa thân địa trích của mình bị hủy, khí tức của công thâu hồng lập tức trở nên bất ổn. Thình linh một tiếng giống to cuồng bạo truyền đến kèm theo cơn sóng lớn trắng xóa cuồn cuộn như vỗ bờ quét tới. Chính là hàn lập biến thành kim mau cự viên thi triển một đòn kim cương hống. Những nơi mà gợn sóng màu trắng đi qua, hư không trở nên mơ hồ, thậm chí còn biến thành vặn vẹo, phảng phất giống như toàn bộ không gian đang muốn sụp đổ. Lô đỉnh màu máu lơ lửng giữa không trung, bị gợn sóng trùng kích vào bên ngoài dẫn đến chấn động kịch liệt một luồng lực lượng pháp tắc chấn động truyền ra, xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Lúc này, một tiếng long ngâm cuồng bạo truyền ra từ bên trong lô đỉnh màu máu. Một tiếng ầm vang lên, hồng quang phía trên lô đỉnh run lên rồi vỡ ra, hóa thành một đám xương máu lớn. Một con hỏa diễm trường long dài hơn 10 trường xuyên qua huyết vụ phóng lên trời cao. Con trường long thân thể uốn lượn giữa không trung, sau đó lao về phía công thâu hồng. Các người thật can đảm khi dám phá hủy hóa thân địa trích của ta, làm hỏng căn cơ tu hành của ta ta muốn các người đồng quy vô tận sắc mặt công thâu hồng cực kỳ đáng sợ hét lớn một tiếng gương mặt y trở nên điên cuồng vừa dứt lời huyết quang quanh thân y trở nên đại thịnh thân thể nhanh chóng phình to bành trướng kịch liệt giống như bọt khí bên trong tràn ra từng luồng khí tức hủy diệt khiến cho người ta phải sợ hãi hàn lập thấy thế trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng thân hình lập tức khôi phục hình dáng con người vất tay mang tinh viêm hỏa điều thu vào giao tam đang biến thành hỏa long thấy tình hình như vậy bèn chuyển động thân hình, lách qua một bên né tránh công thâu hồng. Hào quang lân phiến quanh thân hỏa long bùng nổ, hỏa diễm xích hồng mãnh liệt tràn ra vô tận, lập tức bảo phủ toàn bộ hòn đảo trong huyết hồ. Từng đóa hỏa diễm hồng liên bỗng xuất hiện từ hư không, thi nhau nở rộ. Một luồng lực lượng pháp tác nóng rực chấn động, trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi trong động quật dưới mặt đất, một lần nữa xuất hiện một khu vực thiên địa độc lập. Linh vực, Hàn Lập cảm nhận được sự biến hóa ở xung quanh, đôi mắt lập tức sáng lên. Nhưng vào lúc này, trong lòng đất đột nhiên bùng nổ một đạo quang mang sáng lạn như ánh mặt trời rồi to lên mấy chục lần. Thân thể công thâu hồng bên trong tia sáng này giống như băng tuyết màu máu tan rã từng chút một. Ầm ầm, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên khủng khiếp, hòn đảo trung tâm huyết bị nứt vỡ từng mảng, khi bị quang mang chiếu vào liền hóa thành bột mịn, tiêu tán biến mất. Sóng khí cuồng bạo trùng kích tứ tán, từng vòng sóng xung kích chấn động xung quang, khiến cho nham thạch trong hang động vỡ nát, sụp đổ xuống bốn phía bắt đầu bị nước hồ ầm ầm tràn vào. Phía trên hang động, sớm đã không còn ai sống sót ở thành Hồng Nguyệt. Nay sau một trận âm thanh ù ù bên trong vang lên, sụp đổ hoàn toàn, trở thành một vùng phế tích. Bên trong động quật, có một khu vực được lục quang bao phủ, hoàn toàn không bị tổn hại một chút nào. Ở phía trên khu vực này, lơ lửng tám mảnh mai rùa hình thoi to lớn, ghép lại với nhau hóa thành một màn sáng hình bầu dục, màu xanh sẫm. Bên trong không bị một chút ảnh hưởng nào từ luồng sóng khí chấn động cuồng bạo kia. Trong màn sáng, Hàn Lập đang vận dụng huyết mạch huyền vũ, thân hình đang mặc một bộ áo giáp màu xanh lá có hình ảnh mãng xà bao phủ khắp nơi trên áo giáp, thần sắc tự nhiên đánh giá xung quanh. Toàn bộ khắp nơi trong không gian, khí tức nóng rực không giảm đi chút nào, khắp nơi đều có hỏa diễm hồng liên đang nở rộ, bên trong truyền ra từng trận khí tức kỳ dị chấn động, đang cùng với cỗ lực lượng cuồng bạo triệt tiêu lẫn nhau. Cách đó không xa, Giao Tam đã trở lại bộ dạng hình người, đang xếp bằng bên trên một đoàn hỏa diễm hồng liên to lớn, quanh thân bao phủ một tầng quang mang vàng hồng. Áo bào trên thân gã bay phấp phới, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, sắc mặt nghiêm nghị, toàn lực thúc giục linh vực. Một lát sau, chấn động bên trong động quật mới chậm rãi ổn định lại. Hồng Liên khắp nơi đã biến mất hơn phân nữa, linh vực do giao tam thúc dục cũng chậm rãi tán loạn biến mất. Khi đó hỏa liên cuối cùng trong không gian tiêu tán, thân sắc của giao tam có chút mệt mỏi, gã hạ xuống đất. Hàn lập thấy thế, lập tức thu hồi lại mai rùa ở xung quanh, hướng về giao tam, chắp tay nói, chúc mừng đại nhân Giao Tam đã thành công tiêu diệt đảo chủ công thâu hồng của đảo Hồng Nguyệt. Giao thập ngũ, lần này có thể giết được kẻ này, người có một nửa công lao trong đó. Giao Tam nghe vậy, nhìn Hàn Lập thật sâu, rồi nói. Trong ánh mắt Giao Tam lúc này đã không còn sự hờ hững như lúc đầu, mà thay vào đó là không che giấu sự tán thưởng. Đại nhân Giao Tam quá khen rồi, tại hạ chỉ hơi tận sức mọn mà thôi. Việc đáng phải làm, không dám giành công. Hàn Lập nghe vậy, khẽ mỉm cười nói không cần quá khiêm tốn, vô thường minh vốn lấy thực lực làm đầu, thực lực không đủ lại đi ham lợi quá sức thì có bỏ mình cũng không thể trách người khác. Ngươi hiểu rõ chứ?" Giao Tam khoát tay áo, thâm ý sâu sắc nói một câu. "Ghi nhớ lời dạy bảo của các hạ, tại hạ đã rõ." Hàn Lập Kính cần đáp, "Rất tốt, ta có thể tiến cử ngươi trở thành thành viên cao hơn một cấp. Ngươi có đồng ý hay không?" Giao Tam nhẹ gật đầu, nói, "Không biết là thành viên cao hơn một cấp có điểm gì đặc biệt?" nếu phải chấp hành thêm nhiều nhiệm vụ gian khổ như vậy tại hạ cũng không dám vì tiện đáp ứng hàn lập nao nao chợt bất động thanh sắc nói ra vấn đề khác tạm thời không nói đến nếu người thăng cấp thành công người có thể chủ động tuyên bố nhiệm vụ tương tự ngoài ra còn có tư cách cùng tiến hành trao đổi tài nguyên với các thành viên đồng cấp giọng giao tam nhàn nhạt giải thích nếu là như vậy đành phải làm phiền đại nhân giao tam hàn lập nghe vậy trong lòng vui mừng chắp tay nói cảm tạ ta tuy có tư cách tiến cử ngươi nhưng thành hay bại lại là chuyện khác. Trong Ninh sẽ phái ra đặc sứ khảo sát ngươi một phen, đến lúc đấy, ngươi còn cần phải hoàn thành thêm một nhiệm vụ thí luyện. Ta tin tưởng, với thực lực của ngươi, nắm chắc chín phần thành công. Sao Tam bổ sung một câu, Hàn Lập không tiếp tục nói lời cảm tạ, chỉ là khẽ khom người thi lễ. Tốt, việc nơi này đã xong, ta còn cần phải lưu lại trên đảo thêm một khoảng thời gian, làm nốt công việc còn lại. Từ lúc đảo Hồng Nguyệt truyền thừa đến nay, tích lũy khá nhiều tài nguyên phong phú người có thể tự tìm kiếm một phen nhưng không được lưu lại ở đây quá lâu giao tam tiếp tục nói hàn lập nhẹ gật đầu rồi cáo từ trên thân lóe lên quang mang bay về phía xa một khắc sau một đạo thanh quang từ dưới mặt đất phụ cận thành hồng nguyệt ở khôn châu bay lên hiện ra thân ảnh hàn lập nhìn qua thành chỉ phía dưới đã biến thành phế tích hắn không khỏi khẽ thở dài ngày đó bảy người cùng nhau vào thành bây giờ chỉ còn một mình hắn Nhiệm vụ của vô thường minh quả thực vô cùng hung hiểm, đã có thể thấy được một chút. Tuy nói công thâu hồng tu luyện có thành tựu, lại không tiếc lấy trăm vạn sinh linh để huyết tế, thậm chí cũng không tiếc hy sinh bốn tên tán tiên đã đi theo y từ lâu, thật xứng đáng là tâm ngoan thủ lạt. Nhưng mà, người dẫn đầu nhiệm vụ lần này là Giao Tam, cũng là một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Bất quá, Giao Tam nói cũng không sai, tu tiên là con đường lợi ích cùng nguy hiểm tồn tại song hành với nhau từ trước đến giờ không tồn tại con đường nào bằng phẳng cả. Phải nói là lúc bước vào giới tu tiên nên giác ngộ điều này. Hàn Lập vừa nghĩ đến đây, lắc đầu, sau một hồi phân biệt phương hướng, hắn liền hóa thành một đảo thanh hồng bay về một nơi xa, không dừng lại chút nào, cũng không có đi tìm kiếm tài nguyên của đảo Hồng Nguyệt. Lúc trước, hắn đã lặng lẽ thu túi chữ vật pháp khí của giao bát vào, thêm cả vật phẩm lấy được trước đó cũng coi là thu hoạch tương đối khá rồi. Các tài nguyên chính yếu nhất trên đảo luôn ở trên người công thâu hồng, hiện tại tự nhiên rơi vào tay giao tam. Những địa phương khác dù còn lại một số, nhưng cũng bất quá là số lẻ, hắn cũng lười vì một chút ít đồ lại phải hao tâm khổ trí. Hai tháng sau, một đạo thanh quang lóe lên xuất hiện ở phụ cận đảo Ô Mông, bên trong hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Nhìn đảo nhỏ trước mặt, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười. Lần này ra ngoài, mặc dù trải qua khó khăn chắc trở nhưng cuối cùng vẫn bình an trở về, cũng có thể coi như đã đạt được mục đích mong muốn. Một đạo độn quang bắn ra từ trên đảo, hiện ra thân ảnh lạc phong tiến ra đón hắn liễu tiền bối lạc phong vui mừng nói hàn lập ra ngoài chỉ nói tin tức đó cho một mình gã biết những ngày qua gã ngày đêm chờ đợi chỉ sợ hàn lập xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn một đi không trở lại giờ phút này nhìn thấy hàn lập bình an trở về nỗi lo lắng trong lòng gã cuối cùng đã biến mất những ngày ta rời khỏi đây không có chuyện gì phát sinh chứ hàn lập nhẹ gật đầu với lạc phong liền hỏi nhờ hồng phúc của tiền bối mọi chuyện trên đảo đều bình thường. Lạc Phong vội vàng nói, Hàn Lập ư một tiếng, bay về phía tiểu viện của mình. Lạc Phong bay ở phía sau, một mực báo những tin tức ở hải vực phụ cận những ngày qua cho hắn biết không chút dấu giếm. Trong đó, chỗ hòn đảo của Lục Khôn, giờ phút này hình như có dị biến phát sinh, bế quan phong đảo. Hàn Lập trong lòng hơi động, nhưng cũng không nói lời nào. Tại thời khắc sống còn, Lục Khôn mang theo đầu lâu không trọn vẹn của hóa thân địa trích, lao vào huyết hồ bên trong động quật cho đến cuối cùng cũng chưa trở ra, không rõ sống chết. Nhưng mà, nếu theo tình hình lúc ấy, lục khôn cho dù không chết, sợ là nguyên khí cũng bị hao tổn nhiều. Hàn Lập nghĩ như thế, liền bảo Lạc Phong rời đi. Hắn trở về căn phòng bên trong nội viện, nằm xuống giường, đánh một giấc o o. Ngày thứ hai, tinh thần hắn đã phấn chấn trở lại, bèn rời khỏi giường, lật tay lấy ra một đống đồ vật. Có đồ chứa pháp khí, vài kiện linh bảo, còn có một bộ hóa thân địa trích bị tàn phá, chính là của giao bát đầu tiên hắn quan sát một chút hóa thân không trọn vẹn của dao bát phát hiện hơn phân nửa vật liệu chế tạo không sai biệt nhiều so với lạc mông điểm khác biệt quan trọng nhất chính là giao bát dùng không ít tài liệu chân quý phong thuộc tính mặc dù dùng những tài liệu này đem dung nhập thành hóa thân địa trích rồi thì không thể nào sử dụng được nữa nhưng mà sau vài ngày nghiên cứu kỹ lưỡng hắn vẫn thu được một số lợi ích đối với việc ngưng tụ hóa thân của mình hắn càng có thêm vài phần nắm chắc hàn lập nghĩ như thế cất kỹ hóa thân rồi lại tiếp tục cầm những linh bảo kia bắt đầu đánh giá. Bên trong mấy kiện bảo vật này, trừ thiết trùy màu đen của dao thấp lục có vẻ như là một kiện ngụy tiên khí đê dai, các bảo vật khác đều không có chỗ gì đặc biệt. Thiết trùy màu đen mặc dù bề ngoài không có gì nghiêm trọng nhưng không biết tại sao, bên trong có cảm giác như đã bị hao tổn quá nhiều, một tia lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong chậm rãi trôi ra. Dựa theo tốc độ này, mấy trăm năm sau tia lực lượng pháp tắc này sẽ hoàn toàn biến mất. Khó trách, lúc giao thập lục thi triển bảo vật này, uy lực khá yếu. Kể từ đó, hứng thú trong lòng hắn càng nhạt dần, đối với những bảo vật còn lại chỉ xem qua một chút, sau đó liền cất đi. Dù sao với tình hình bây giờ của hắn cũng không cần đến những vật này. Cuối cùng, Hàn Lập lại cầm lên những pháp khí chữ vật, thả thần thức dò xét bên trong. Một lát sau, hắn mở mắt, hiện lên vẻ vui mừng. Những thứ mà chân tiên cấp bậc này cất giấu quả nhiên không để cho hắn thất vọng, rất nhiều tài liệu bên trong, hơn xa so với tài liệu ô mông đảo tích chữ được thậm chí nhiều món trong đó hắn không thể nhận biết được, nhưng mà xác định tuyệt đối đều là vật chân quý. Có những vật này, hắn cũng không cần vì sự thiếu hụt tài nguyên mà lại phát sầu ở giai đoạn này. Hắn hít một hơi thật sâu, phân loại những đồ vật bên trong rồi cất kỹ, lại phất tay lấy ra một khối ngọc giản. Đây là bộ công pháp tu luyện địa tiên, tên là Thanh Phong Huyền Cương Quyết, có vẻ không sai nhưng vẫn phải làm từng bước. Trước tiên tu luyện thành tổ thần, sau đó mới có thể trở thành địa tiên. Đối với hắn, mặc dù không có chút tác dụng to lớn gì nhưng cũng có thể tham khảo một chút